Em bao nhiêu mối tình rồi? Ba. Ba mối tình. Chà, người mà dễ xúc động mà ba mối tình là chắc khóc dữ lắm à. À, nhưng mà em thấy em toàn chọn sai thôi, hy vọng hôm nay em sẽ chọn đúng. À vậy hả? Nhà trai thì sao? Em chưa trải qua mối tình nào chính thức ạ. Chưa có chính thức luôn. Vâng. Nói chung toàn là kiểu theo tình tình chạy, chạy tình theo thôi. Sao thấy thân trai mình hai bến nước của gì em? Vâng, thì em cũng chả biết được, chắc là do duyên số. Biết có hôn ai chưa nữa? Con Khánh. Thì cũng chưa. Thì đã yêu ai đâu mà biết thôi. Được quá hả? Mình là, em là Nguyễn Xuân Khánh. Sinh ngày 2 tháng 9 năm 1985. Mà giấy tờ thì 1986. Hiện nay là 38 tuổi. 38 tuổi, tuổi con trâu á Khánh hả? Vâng. Bằng tuổi nha. Rồi, mời rồi. Gái. Mời dạy gái. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan và các quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Em là Huyền Châu ạ. Em sinh năm 86 ạ. Huyền Châu đang ở đâu? Dạ, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn ạ. Em làm công việc gì? Em làm mảng đào tạo ạ. Em ở với ai nè? Em ở một mình ạ. Em vào đây một mình ạ. À vậy hả? Huyền Châu sinh năm 86, đang làm mảng đào tạo ở Sài Gòn. Vậy là Châu với Khánh là gần như bằng tuổi nhau đó ha. Khánh ơi. Dạ vâng. Mình là có ưu điểm, khuyết điểm gì nói cho bạn Châu nghe đi. Dạ em thì có ưu điểm là siêng năng, cần cù, chịu khó. Không rượu chè, thuốc lá gì hết. Cũng không đam mê điện tử gì hết. Nhược điểm là cũng hơi nhút nhát và ít khi đi chơi đó. Khánh làm công việc gì? Em là hiện nay là kỹ thuật viên điện lạnh, làm lao động tự do và có làm đối tác viên với là một trạm bảo hành ở quê. Quê là ở đâu Khánh? Em ở quê ở Nghệ An. Nghệ An? Vâng. Ở huyện nào? Em ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. À, Thanh Chương là nhút mặn chua cà đúng không? Dạ vâng ạ. À. Cô gái của chúng ta là quê gốc ở Nghệ An ạ. À. Ủa vậy đó hả? Hay quá. Ở đâu vậy Châu? Huyện nào? Đừng nói Thanh Chương luôn nha. Không, em ở huyện Nghĩa Đàn ạ. Nghĩa Đàn hả? À, cũng không xa gì mấy. Bây giờ thì Khánh là ở Nghệ An vào hay là ở công tác thành phố Hồ Chí Minh hả, đâu? Em ở Nghệ An vào. Nghệ An vào luôn? Vâng ạ. Từ Thanh Chương vào đây luôn? Vâng ạ. À, bây giờ tham gia chương trình xong mình bay về Thanh Chương lại. Dạ vâng. À. Ở Nghệ An cả mấy chục năm không gặp nhau, bây giờ gặp nhau ở Sài Gòn. Ghê gặp chưa? Nhau nơi xứ lạ quê người, xong rồi về Nghệ An Thanh Chương ăn nhút mặn chua cà là vừa luôn. Nhà gái nói một chút về ưu điểm của mình nè. Ưu điểm của em là ham học hỏi, đáng tin cậy, với cả em dễ gần. Rồi còn khuyết điểm nè. Khuyết điểm của em là em dễ xúc động, chưa kiềm chế được cảm xúc. Ví dụ khi thấy những cái cảnh nào mà khó khăn hay là nghèo hay đáng thương là mình không kiềm chế được cảm xúc của mình. Bây giờ hai cô gái nói nhỏ quá, nói rất nhỏ luôn. Cô gái của chúng ta là có một cái ưu điểm rất là hay, đó là một cái người nó có một cái vẻ đáng tin cậy để mà người khác, người ta nhìn vào là người ta cảm thấy an tâm liền, rất là hoạt bát. Chào nhà trai. Có cái khuyết điểm là hay xúc động thôi, nên mai mốt đừng có ghẹo người ta nha. Ghẹo là khóc đúng không? Khóc đó. Bây giờ mình hỏi về quá khứ đi. Em bao nhiêu mối tình rồi? Ba. Ba mối tình. Chà, người mà dễ xúc động mà ba mối tình là chắc khóc dữ lắm à. Nhưng mà em thấy em toàn chọn sai thôi, hy vọng hôm nay em sẽ chọn đúng. À vậy hả? Nhà trai thì sao? Em chưa trải qua mối tình nào chính thức ạ. Chưa có chính thức luôn. Vâng. Nói chung toàn là kiểu theo tình chạy, chạy tình theo thôi. Sao thấy thân trai mình hai bến nước quá vậy em? Vâng, thì em cũng chả biết được, chắc là do duyên số. Nếu mà để thích thì cũng theo đuổi, có người cũng theo đuổi gần 2 năm. Nhưng mà sau đấy thì chỉ dừng ở mức độ bạn bè. Bằng tuổi nhau mà giờ người ta có con lớn rồi, chuẩn bị vô... Con người ta 6 tuổi rồi đó, không lớp 1 rồi đó. Truyền ít bí kíp lan cho bạn. Chưa có mối tình nào chính thức cho tôi nghi, không có tình kinh nghiệm tình trường gì trơn trọi. Biết có hôn ai chưa nữa? Con Khánh? Thì cũng chưa. Thì giờ đi yêu ai đâu mà biết thử. Thì có hả? Thì... Trời ơi. Rồi bây giờ nè, em tưởng tượng tình yêu có khó yêu không? Thì em cũng nghĩ là yêu rồi quan tâm nhau, chia sẻ nhau rồi trong công việc cũng như trong cuộc sống thế thôi. Yêu có khổ không? Thì cũng có cái khổ, cũng có cái sướng. À đấy, khổ sướng thì cũng cảm nhận được tình yêu rồi đó. Bây giờ muốn yêu một cô gái như thế nào nè? Trong đầu em hình dung xem. Em yêu thì em cũng không quan trọng ngoại hình lắm, quan trọng là tính cách vui vẻ, hòa đồng, biết kính trên nhường dưới, biết chia sẻ trong công việc. Rồi sao nữa, ngoại hình sao? Ngoại hình thì cũng bình thường là được. Bình thường thôi hả? Rồi dễ quá rồi ta.
qua tôi coi cái bình thường không? Có kinh nghiệm gì đâu mà biết lựa chọn. Ôi, trời ơi, xinh nha. Nè cô gái, nè cô gái rất là xinh. Nhưng mà nói cho chị Lan nghe coi, trong những cái ba cái mối tình mà em đã trải qua thì mối tình nào là sâu sắc nhất nè? Thực ra là hôm nay mối tình sâu sắc thì sẽ có, nhưng mà em có một câu nói em rất thích, đấy là nhân duyên đẹp không đẹp mà ở khởi đầu mà đẹp kết thúc. Ba mối tình đó kết thúc nó không được đẹp, nên thành ra là em hôm nay em không muốn là nhắc lại quá khứ, em muốn bắt đầu một cái gì đó nó mới. Có vẻ những mối tình nó cũng long đong trắc trở lắm, nó không nhắc lại đúng không? Một kết thúc không có đẹp. Thôi được rồi, cho nó qua đi. Bây giờ mình làm lại từ đầu. Bây giờ là thoải mái để làm lại từ đầu đúng không em? Bây giờ mẫu hình lý tưởng thế nào? Em thích một người đàn ông mà có trách nhiệm với lời nói của mình. Nói được thì làm được, có chính kiến, biết chăm lo cho gia đình là được. Thật ra đàn ông cũng có cái sĩ diện, nói được làm được, chắc chắn ta làm được. Nhưng mà đôi khi đụng tới chuyện đó làm hoài không được. Nó xui thôi. Nó xui thôi. Chứ đàn ông thì cũng mạnh mẽ lắm. Bây giờ thì... Bây giờ em không thích người như thế nào nè? Em không thích một người đàn ông mà thứ nhất là nói dối. Thứ hai là không chung thủy. Còn những cái khác thì em có thể là dung hòa được. Bên đây em biết có chung thủy không mà chưa yêu ai đó. Bên kia chưa yêu ai mà lỡ bên kia ghen quá thì có được không? Ghen quá cũng hơi là vấn đề ạ. Nên tiết chế. Và khi mà thật sự quan tâm và tin tưởng nhau ấy thì sẽ tin tưởng. Và tin tưởng rồi thì sẽ hạn chế những cái ghen đó. Rồi bây giờ em đi với ai Châu? Dạ em đi với cả ba người bạn của em ạ. Ba người bạn ha. Rồi chào ba cô gái xinh đẹp. Dạ con chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào khán giả của trường quay. Em chào anh bên này ạ. Dạ chào Theo quan điểm của em á, là chị là một người rất là vui vẻ, luôn mang năng lượng tích cực, luôn quan tâm và giúp đỡ người khác. Đặc biệt là chị nấu ăn rất là ngon. Em thấy anh bên này rất là hiền lành và thật thà, rất là phù hợp với chị của em. Em mong anh chị có thể cho nhau cơ hội để mình tiến tới xa hơn, chia sẻ và quan tâm nhau. Cảm ơn em. Cảm ơn cô bạn dễ thương. Rồi Khánh đi với ai? Dạ em đi với bác họ, với là em của con bác, với là hai người bạn sau. Con chào nhà trai ạ. Lời đầu tiên em xin kính chào hai MC rất là xinh đẹp, anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan, với tất cả khán giả đang trong trường quay. Thì hôm nay em tới đây ủng hộ anh Khánh, cũng muốn anh tìm được một nửa yêu thương. Thì anh Khánh là một người rất là hiền lành, thật thà, với rất là chịu khó. Anh thì có một nhược điểm là anh hơi nhút nhát với thiếu tự tin bản thân, nên đến bây giờ là chưa có bạn gái. Đã tới chương trình thì hai anh chị cũng là đã xác định rồi, chứ không phải là tới đây để cho vui. Thì em cũng mong là hai anh chị tạo điều kiện để tìm hiểu nhau, cũng mong là được hai anh chị là thành đôi. Em xin cảm ơn chương trình. Dạ cảm ơn nhà trai. Mà bác ơi, cho bác nói vài câu đi. Mai bác mặc áo đẹp quá kìa. Bác đã thấy mình gái bên này thì cũng được. Dạ. Mong con bấm nút để mà tìm hiểu. Chứ con chuyển trăm năm thì tôi giờ con quyết định. Chứ anh bác thì gặp ý vậy thôi. Dạ. Cảm ơn bà. Nhà trai nhà gái chúng ta đã gặp nhau rồi, thì bây giờ chúng ta hãy cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Bước qua luôn đi em. Các bạn, hôm nay mình đến đây thì có món quà, có bô hoa tặng bạn. Và có chậu sương rồng này thì mình cũng muốn gửi tới bạn là dù trong cuộc sống khó khăn như thế nào thì cũng hãy mạnh mẽ và vươn lên trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn anh. Đây chị Lan hỗ trợ cho. Em gửi anh trong này là một cuốn sách. Cuốn sách này em rất là thích. Em viết mấy câu mà em rất là thích trong sách để gửi tặng anh. Dạ. Dạ, cảm ơn. Mời hai bạn về chỗ ngồi nào. Thư gì đó, gửi cái gì trong đó đó. Quen biết một người là cần nhân duyên, hiểu rõ một người là cần thời gian. Quay trở lại với người chân thành, ở chung với người cần độ lượng. Thân tặng anh ký tên Huyền Châu. Thấy sao? Đó, cảm nhận đầu tiên khi gặp Châu nè Khánh. Anh thấy em rất xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Rồi bây giờ chúng ta nói về hẹn hò đi. Anh thì công tác ở ngoài quê thì không biết là nếu mà tiến tới thì là em có thể về quê hay không, hay là như thế nào đấy? Em nghĩ là đầu tiên là quen biết nhau trước. Nếu mà mình tìm hiểu và mình thấy hợp nhau á, tiến tới á, thì đương nhiên là em nghĩ là người con gái thì chắc chắn sẽ phải theo chồng á. Thì em cũng sẽ cân nhắc việc đó. Thì tất nhiên là cũng phải tìm hiểu nhau kỹ rồi bắt đầu mình ấy, chứ không phải là
đùng một cái mình về quê thì cũng không phải như thế. Anh thích một người vợ như nào? Người vợ thì thứ nhất là anh phải ấy là phải chung thủy. Thứ hai nữa là phải biết quan tâm chia sẻ trong công việc. Nói chung là có trách nhiệm gia đình là được. Là anh quan trọng nhất tới tính cách. Còn ngoại hình thì anh không cầu toàn lắm. Đẹp thì ai chẳng muốn đẹp, nhưng mà rồi thời gian nó cũng phai mờ. Thế lên đây anh Jun, anh cũng không biết hỏi gì. Hỏi coi chuyện nào mình có thể kết hôn được. Anh nói chuyện với bạn gái thì gần như anh không biết nói chuyện mấy. Thành ra là anh nếu mà nói chuyện mà gọi điện thì anh ít khi anh gọi điện được lắm. Anh nhắn tin thì anh còn nói chuyện được, nói chuyện bạn gái anh chả biết nói chuyện gì. Chưa bao giờ đứng gần gái nó nhát lắm á. Giờ Khánh bước tới đi, nắm tay Châu ấy coi, coi nói sao nè. Mạnh dạn lên coi, nắm hai tay Châu luôn. Anh có thể cầm vào tay em không? Dạ được. Thấy sao nè? Thấy ấm ấm. Nắm tay rồi thấy sao? Thấy ấm ấm. Nói chung anh thì cũng chưa yêu ai lần nào và cũng chưa biết là như thế nào. Mỗi người thì theo anh là có mỗi cái sự lựa chọn riêng. Anh có thể không phải là lựa chọn tốt nhất của em, nhưng nếu em lựa chọn anh thì anh sẽ cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất cho em. Hát bài về xứ nghệ cùng anh đi. Em hát không được hay mà không hát được. Nhà gái sao nè, nhà gái có năng khiếu gì hát hò không? Mình hát tặng cho nhà trai một bài. Em hát tặng anh mấy câu nha. Những câu hát này thì nói chung là em không gửi tặng tới riêng mình anh, mà tất cả những ai mà sẽ quen và sẽ yêu nhau và có thể tiến tới hôn nhân ấy, thì em mong là mọi người có thể giữ được những cái tình cảm đầu tiên như thế. Em sẽ hát thay lời bạn Nam nha, tại vì bài hát này là của Nam hát ạ. Anh thấy lòng thật bình yên khi ý trời mang em đến. Hạnh phúc trong tay rồi, bước thôi em ơi. Mọi chuyện cứ để đó, có anh lo sang nhà và dạ thưa. Cầu với trầu làm qua đưa, ngày bước lên sẽ hòa. Anh hát câu ca đưa em về nhà. Thương em mãi đến khi già. Hát cũng khóc luôn, thấy chưa? Thấy chưa Khánh? Dạ. Sau khi Châu hát xong thì Khánh thấy sao? Trong tim mình, trong lòng mình nó sao? Em thấy hồi hộp. Tự nhiên ta hát ông hồi hộp. Rồi thôi được rồi, về ghế đi nào. Rồi mời hai bạn về chỗ. Để ta nút bấm đi Khánh. Đây. Sau khi trò chuyện, các bạn có thể cảm nhận được đối phương mình như thế nào, để xem chúng ta có thể hẹn hò được với nhau hay không, chúng ta có cùng đường với nhau hay không. Hãy suy nghĩ thật kỹ khi bấm vào cái nút đó. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3. Trời ơi, bác rất là mừng luôn kìa. Chính thức mình đang hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Trời. Dạ. Cùng quê, nắm tay nhau thật chặt. Chưa hôn gái lần nào đó. Bây giờ lần đầu tiên hôn một cô gái thế nào? Khánh thử đi nào. Thôi bữa sau. Không được. Không có bữa sau gì chứ, thấy chưa, vậy sao có bồ được. Nào đấy, bác chưa hôn đi kìa. Ok mà nè. Không, cái đồng tiền kia nó đẹp thế mà, tại sao không vào tóc Khánh? Để bác kêu hôn kìa. Nào làm lại coi nào, coi khí thế đàn ông coi nào. Đứng cái này rút. Rút gì đâu, cái đồng tiền, thấy đồng tiền chưa? Thấy đồng tiền chưa? Ok cảm ơn. Đó. Cái nhìn đầu tiên cũng quan trọng chị. Mình nhìn mình có cảm giác thì mình mới muốn tìm hiểu sâu hơn. Hiện tại bây giờ mình có đặt ra một cái tiêu chí để mình tìm một cái người yêu mới cho mình là như thế nào không? Cũng đơn giản lắm chị. Cần một người đàn ông chín chắn. Nói chung là đừng có khô khan quá, biết quan tâm chăm sóc bạn gái một chút. Nhưng mà nhìn em như vậy chị không tin là em không có bạn trai thật sự luôn. Em rất là năng động, em rất là duyên dáng model nữa mà. Giỏi. Này, rất là phong cách, rất là xinh. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyên Thảo. Nguyên Thảo, Thảo năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, em 27 tuổi. Dạ. Rồi mình cứ đợi bạn trai của mình ra rồi mình sẽ chia sẻ ha. Dạ. Xin mời bạn trai. Cái gì cười dữ vậy anh Linh? Ủa là diễn viên hả? Dạ không. Không diễn xuất dữ quá ha. Ủa đi bán gì đây, sách lụm gì hả? Dạ không. Đồ nghề của em. Đồ nghề hả?
Bạn tên là gì? Em tên là Nam, Phạm Thành Nam. Làm nghề gì? À, em là kỹ sư máy tính. Chị thấy em cầm cái gì vậy? Dạ, em đem quà tới tặng cho hai anh chị. Thì quà này là do tay tính chính em tự làm luôn. Wow, tặng cho chị hả? Dạ, cho chị với anh Quyền Linh luôn. Có quà, Linh ơi, có quà, có quà. Có quà đúng không? À, chị nào mới tặng? Dạ, giờ tặng. Vậy mình tặng đi cho có hứng nói chuyện. Dạ. Dạ, em tặng. Tôi không thích hối lộ dạ, nha. Chị anh Quỳnh Linh đưa chị dạ, gì? Không, dạ, của chị rồi, của anh Quỳnh em đâu qua bển tặng được. Vậy chút xíu nữa thì nào ảnh qua anh coi mặt á mình tặng ảnh. Dạ. Nha, rồi chị cảm ơn. Thôi, chị nào kết thúc đi tôi mới nhận. Không, tôi nhận trước, tôi có hứng tôi mới làm việc được chứ. À, em giới thiệu sơ về công việc của mình đi. Dạ, em là đang là chủ shop đồ da handmade. À, vậy là chắc chắn cái này là đồ handmade rồi phải không? Dạ. Công việc có chiếm nhiều thời gian của em không? Dạ, chiếm nhiều thời gian chị. Rồi có lúc thời gian nào rảnh rỗi để mà đi chơi rồi mình mới kiếm bạn trai rồi được chứ? Dạ có, nói chung là công việc của em là tự mình làm chủ bản thân của mình. Nhưng mà em thì thuộc dạng hơi mê việc đó, em làm tới khi nào xong thôi à. Đẹp quá ha. Dạ. Rồi cửa hàng mình vậy là mình mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối chị. Hết rồi thời gian rồi, giả tỷ có bạn trai thì mình sắp xếp làm sao, mình giao cho nhân viên coi cửa hàng mình đi hẹn hò được không? Dạ được, dạ được. Được phải không? Dễ thương quá. Mình không thích ai mà có nhận quà khen quà thì kỳ. Hôm nay không có nhận quà cũng khen là ôi đẹp trai quá. Dạ, dạ. Dễ thương. Dạ. Tính tình em rất là nghệ sĩ. Dạ. À, nhìn tưởng đâu là họa sĩ. Dạ, em dạy danh nghệ sĩ hả? À, công việc chính của em là gì? Là lập trình viên á. Lập trình viên bao nhiêu lâu rồi? 10 năm. Ngồi máy tính suốt đúng không? Suốt ngày máy tính thôi. À, lên mạng này kia chắc cũng tìm bạn gái trên mạng là nhiều lắm rồi đúng không? Dạ, có tìm bạn gái trên mạng. Gặp chưa? Đó cái là cái người yêu đầu tiên của em làm quen trên mạng. Trên mạng? Dạ. Yêu nhau được mấy năm? À, cũng được 5 năm. Quen nhau lâu quá rồi cái tình yêu nó phai nhạt xong rồi bạn nói chia tay xong cái nói vậy thì cảm ơn em. Chia thì chia. Thì là cũng chưa yêu người ta rồi. Khi bạn nữ nói chia tay thì mình nói, mình cũng phải quyến luyến. Không, em lúc đó rất là khóc lóc rồi sao vậy em? Năn nỉ này kia chứ tìm hiểu lý do chứ. Khóc gì anh? Hả? Có khóc. Có khóc không? Dạ có khóc. Bạn có thất tình sau đó không? Dạ thất đến giờ đó anh. À, vậy còn Thảo thì sao? Mình đã có mối tình nào chưa? Dạ có chứ chị. Tụi em quen nhau lúc còn học sinh viên thì quen nhau được 4 năm. Xong rồi cái ra trường thì... Giống bên kia luôn hả? Đừng nói chia tay 4 năm luôn rồi nha. Dạ có khi nào gặp em... lại là người yêu cũ ngồi kia không? Rồi sao nữa? Dạ thì em chia tay bạn trai thì cũng được chắc cũng khoảng 3 năm rồi. Ừ. Dạ. Rồi trong suốt 3 năm qua là mình không có tìm được một người nào cho mình nữa. Dạ. Em tự giới thiệu cho mình một chút đi, em thấy mình có những cái điểm mạnh nào rồi những điểm yếu nào? Dạ điểm mạnh của em là khéo tay với lại có ốc thẩm mỹ một chút. Còn điểm yếu của em thì em bị bệnh lười. Bệnh lười là sao? Là có nghĩa là do là em mê vị quá nên việc nhà của em thì lười. Là vô nhà cửa bề bộn tùm lum. Dạ không, dạ không, có nghĩa là em thì em sống tự lập hồi đó giờ. Thì hiện tại là em sống một mình em với em gái của em. Thì em cũng làm hết nhưng mà dạng như mình làm hết mà cái tư tưởng mình là lười. À, thế quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Cái nhìn đầu tiên cũng quan trọng chị. Mình nhìn mình có cảm giác thì mình mới muốn tìm hiểu sâu hơn. Hiện tại bây giờ mình có đặt ra một cái tiêu chí để mình tìm một cái người yêu mới cho mình là như thế nào không? Cũng đơn giản lắm chị. Cần một người đàn ông chín chắn. Nói chung là đừng có khô khan quá, biết quan tâm chăm sóc bạn gái một chút. Nhưng mà nhìn em như vậy chị không tin là em không có bạn trai thật sự luôn. Em rất là năng động, em rất là duyên dáng, model nữa mà giỏi nữa thì tại sao mình không có bạn trai? Dạ em không biết nữa, cũng gặp đối tác nhiều, cũng gặp khách hàng nhiều, rồi người thân cũng làm mai. Mà không biết hình như người ta không thích em. Ủa, lý do tại sao người ta không thích? Dạ em không biết chứ em biết là em thoát ế rồi chị. Rất là xinh luôn anh Linh mà không hiểu tại sao mà lại là không có bạn trai. Rồi bạn Nam, lý do là tại sao ấy? Cái công việc của em nó ít tiếp xúc với mọi người nhiều. Chủ yếu là với máy móc, ít cơ hội gặp gỡ các bạn nữ. Rồi bây giờ tìm người yêu tiêu chí như thế nào? Tiêu chí của em về bạn gái thì là 3 dê. 3 chữ dê. Duyên dáng, dịu dàng và dữ dội. Duyên, cái này nó mâu thuẫn gì ta? Dạ, dạ. Duyên dáng, dịu dàng, dữ dội. Dạ. Bên đây mình có dữ dội gì không? Duyên dáng dịu dàng thấy có rồi đó. Dạ dư luôn chị. Dư luôn. Ví dụ em thì sống độc lập từ nhỏ cho nên là tính tình em quyết đoán lắm. Em thích làm gì thì em suy nghĩ kỹ rồi em làm, em ít khi nghe lời khuyên của ai hết. Trời ơi, rồi mai mốt có bạn trai mình muốn bất đồng quan điểm rồi mình không nghe bạn trai mình khuyên hả? Không thì ảnh phải thuyết phục được em. Thuyết phục có khó lắm không?
Dạ thì có lý là mình nghe hả chị? Bạn có đặt ra cái mẫu người đàn ông của mình ngoài cái điều hồi nãy bạn nói về vóc dáng, ngoại hình hay là tính cách, có cái gì điều gì đặc biệt mà bạn cần có không? Cái người đàn ông của mình mà làm mình nể là dễ yêu lắm chị. Như thế nào mà mới nể? Làm cho em cảm thấy là em nhỏ bé bên cạnh ảnh. Dạ. Em kiếm người nào bự bự thấy em nhỏ bé liền gì đâu. Căng à. Rồi có cái điểm gì em không thích ở cái người đàn ông không? Không thích là hút thuốc nè, nhớ lại làm biến. Sao có làm biến không em? Em thì không làm biến, hơi lười. À đó. Em có nghĩ rằng có một tình yêu sét đánh không? Có. Thế nào có. Là sét đánh? Giống như là mình nhìn lần đầu tiên mình cảm thấy là nó rung động và mình giống như là thôi thúc mình muốn gặp lại người đó. Tình yêu sét đánh là nó không có bền vững, đôi khi là sét xong hết sét là thôi. Chỉ thoáng qua thôi đó. Em không nghĩ như vậy đâu. Cái sét đánh là nó là cái động lực đầu tiên để cho mình có cái cảm xúc mình đến với nhau nó dễ hơn. Và từ đó mình mới tạo được cái mối quan hệ lâu dài hơn. Em có bị sét đánh lần nào chưa? Dạ em bị đánh rồi. Đánh giữa đồng hay đâu? Dạ, đánh ở giữa công viên Đầm Sen. Thế còn bạn nữ mình thì sao? Đó giờ em có gặp cái đối tượng nào mà em thấy rung động với cái nhìn đầu tiên chưa? Dạ có chứ chị. Mình làm nghệ thuật mình yêu cái đẹp mà không có chứ. Rồi thường em thấy những cái mối quan hệ đó nó có những cảm xúc đó nó có lâu dài không? Nếu mà em trải qua thì là không. Mình thấy mình thích nhưng mà sau khi tìm hiểu thì thấy tính tình anh không có hợp. Dạ. Có nghĩa là đầu tiên mình gặp thì mình vẫn bị sét đánh. Dạ. Nhưng mà sau đó là đánh xong rồi tỉnh rồi là thấy không có được. Cái quan điểm của hai bạn này có hơi khác nhau đó anh Linh. Bị sét đánh rồi hả? Đánh rồi. Dạ. Đánh ở đâu? Ở giữa đường hay giữa đầu? Dạ ở giữa đường. Anh bên kia rất là nghệ sĩ đó. Em thấy sao? Phải kéo màn lên mới thấy được anh. Đó. Giờ mình có cái anh bên đó mà coi được. Em ngồi em cứ mần mò suốt ngày cho chị nha. Giống như là em đang làm đồ handmade vậy chứ. Anh nên đi, anh bên đây em thích lắm rồi nè. Anh ngồi anh cười hoài nè. Cho coi dạ, đó chứ. Đâu say đằng sau lại coi. Dạ. Mũ đen này cũng ngộ à. Em cũng mới xuống tóc bớt đó. Ủa chứ hồi đó tới đâu lận? Dạ tới hơn vai nè. Chi vậy? Dạ cho đỡ tìm cắt tóc. Có chí không? Dạ không. Mấy ngày mới gọi đầu một lần? Tầm 2-3 lần, khoảng có 3 lần. Tại vì người ta nói đâu cần gọi nhiều. Gọi nhiều hại tóc. Mà bây giờ hỏi nè, bán gì vậy? Dạ cái này là em gửi tặng. Tặng mà đợi nhắc nhở nữa. Người ta tràn qua là phải tặng liền. Dạ, đây tặng. Tại chị ló đầu qua là em mới tặng được. Ló nãy giờ dạ. Rồi. Cảm ơn nghe. Cặp này của anh Quyền Linh. Cảm ơn em. Bây giờ rồi. Mình cho hai bạn gặp nhau đi. Phút dành cho các bạn bắt đầu. Dạ chào anh. Dạ, anh cũng quà tặng em này, anh tự làm. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có quà rồi, cảm ơn em. Dạ. Em có muốn hỏi gì anh không? Dạ bối rối quên hết. Nó xét chưa? Rung rung rồi á. Sét nó đánh rung rung giờ quên hết trơn rồi. Dạ. Coi quà đi, coi người ta tặng quà gì còn yêu hơn nữa. Em tặng trong đó một cặp. Nếu mà không được thì anh xài luôn cặp đó. Nếu mà nếu được thì anh trả lại một cái. Trả lại, trả. À, đó là. Này chắc trả lại em một cái đó. Em tặng tiếp em cái này. Là cái khung hình. Dạ, em cảm ơn anh. Hy vọng là hình hai đứa mình sẽ trên này. Em cũng có quà tặng anh. Ủa sao nay ngày nay tặng quà hả ta? Dạ, cho em gửi. Dạ. Cảm ơn em. Được rồi, có quà tốt rồi. Thế này anh tự làm hả? Anh làm hả? Còn hoa? Hoa em cũng làm luôn. Thiệt không? Dạ. Cái kẹp đó ai làm? Cái kẹp một. Một phút rưỡi nữa, 5:30 tặng quà rồi, nhanh. Em có dự định kết hôn trong thời gian bao lâu? Tìm hiểu mà thấy được thì mình tiến tới thôi chứ không có cần không, phải thời gian không bao lâu. Không cần giới hạn đúng không? Dạ. Thôi cho em... Cho gì? Cũng chuông đi. Vô ngủ chút ra. Bỏ. Thôi để. Đi ngủ đi. Ngày có hai người sao? Em cứ để nửa tiếng hai người làm gì? Hai. Thôi khỏi, đừng đếm nữa. Ba. Thấy tròn cao dữ vậy. Dạ, chân dài. Được không? Ưng ý không?
Quá ưng vị trí ngồi. Ưng bụng không? Dạ em cao có 1m64, hôm nay em cố tình em mang đôi 10 phân là 1m74. Không vậy nó mới đại gia. Đứng đứng ưỡn ưỡn lẳng lặng là chút coi đã lùng quá người ta rồi mà còn. Thả người ta lại cái đi. Hai cái giống nhau. Lừa nữa. Trời ơi. Bây giờ là thay mặt cho chương trình tặng hai bạn một cái cặp vé đi xem phim. Dạ, cảm ơn chị. Rồi. Rồi, chúc mừng hai bạn. Không, người ta không học, người ta học dở à. Dạ, bắt anh đi học đúng không? Dạ, anh học không? Đâu có gì đâu, nếu mà học được nhiều cái nghề tốt thôi, đâu có gì. Có nghĩa là học cái gì? Dạ. Không học là lên đường, hay vậy à? Trời ơi. Nương tay nha. Nếu mà em thích em cưng chị chứ không nha. Chị nghĩ là nội mà em cưng không người ta cũng dễ vỡ đấy, đừng nói chứ mà. Trời ơi, dễ thương quá. Dễ thương không? Em chào chị, chào anh Quyền Linh và chào các bạn. Bạn tên là gì? Em tên là Trương Mỹ Duyên. Trương Mỹ Duyên. Duyên. Dạ vâng. Yeah. Mỹ Duyên, mà. Diễn viên điện ảnh đó đúng không? Dạ, em nghĩ chắc em đẹp hơn chị Mỹ Duyên ạ. Trời ơi. Thế nào Mỹ Duyên coi truyền hình cũng thấy cái này à. Rồi xin mời chàng trai. Ô, chào anh. Rồi, xin mời anh ngồi. Anh tên là gì? Dạ, chào anh. Chào anh, em tên Quang. Em sinh năm 77, năm nay em 38 tuổi. Em làm nhân viên kinh doanh. Chị Duyên ơi, chị là hiện giờ công tác ở đâu? Chị bao nhiêu tuổi? Em năm nay 33 tuổi. Em công tác ở công ty nông sản. Em là nhân viên kinh doanh. Duyên ơi, ngoài thời gian mình đi làm thì thời gian rảnh rỗi, mình sở thích của mình là làm gì? Sở thích của em hơi con nít một tí. Buồn á thì em đi tô tượng với coi mặt hình. Thay vì cái thời gian mà bạn đi tô tượng đó thì bạn phải lo bạn địa qua địa lại nên có ai được làm đi chứ, mình lấy đi chứ, giờ này mình cứ tô tượng hoài chết luôn á. Khó lắm chị, đi tô tượng mà địa qua địa lại là nuôi gạo lâu lắm đó. Anh muốn vợ dữ chưa? Muốn lắm rồi hả? Có bao giờ mơ thấy vợ tương lai của mình không? Cũng mơ mà không thấy. Vậy anh có nghĩ trong cái trí tưởng tượng của mình vợ mình sẽ ra sao không? Khỏi tưởng tượng, chút anh nhìn qua đây anh thấy đi à. Hồi đó giờ anh trải qua mấy mối tình rồi? Một anh. Một, lâu chưa anh? Cũng lâu rồi, hai mấy tuổi tới giờ. Nhưng mà mối tình nó kéo dài mấy năm? Mấy tháng. Lâu quá à. Sao mới quen mấy tháng chia tay rồi anh? Tại vì tuổi không hợp anh. Không hợp, anh thấy không hợp hay cô kia thấy không hợp? Cả hai bên đều thấy không hả? Duyên ơi, vậy thì mình tự nhận xét về mình thấy mình là một người như thế nào? Ưu điểm của bạn? Em nghĩ tự nhiên giờ em nhớ khuyết điểm không? Đó, okay, cái khuyết điểm càng tốt. Khuyết điểm mà mọi người nhìn vào thì thấy em là người nóng tính. Còn ưu điểm thì em nghĩ là có thể là em làm việc gì nó cũng rất là dứt khoát, nhanh, gọn. Em ơi, nóng tính khi nào đánh đàn ông em? Anh em có học Taekwondo, hình như em cũng đây đang nhất đẳng đó anh. Nhưng mà đánh đàn ông thì chưa đâu anh. Chắc cưng thì nhiều hơn á. Nhưng mà tương lai đánh không? Cái đó hên xui anh. Trời ơi. Nhưng ơi, cái đó không sao, cái đó không sao đúng không? Em có thể trị được. Bên đây nhìn ngầu lắm á, đai đen nhất đẳng á. Nhưng mà đánh cũng đâu sao đúng không? Vậy mình có đặt ra cái chuẩn người đàn ông mà mình muốn đi con đường dài với mình là người như thế nào không? Nói chung thì anh chàng đó thì đừng có hà khắc quá, với đừng có ép buộc em vào những cái khuôn khổ. Ví dụ như đơn giản một cái anh chàng cứ sáng sớm anh hỏi em ăn sáng chưa, cứ chưa, em ăn chưa chưa, chiều em ăn chiều. Ví dụ như bạn muốn hỏi thì sao? Đơn giản buổi sáng có thể, không cần thiết phải em ăn sáng chưa, một cái câu đại loại nào. Hỏi ví dụ, tắm chưa? Không, cái tắm hết là không cần hỏi. Ok, ta nói là sao? Đổi đó, thay vì hỏi ăn sáng, hỏi em tắm chưa? Cũng được anh, ví dụ như đổi cái câu đi. Chứ đừng có bữa nào cũng ăn sáng chưa, ăn chưa, chưa, ăn chiều chưa. Nó lặp lại, nó cảm giác rất đúng là nhạt. Đúng rồi, nhớ nha, mốt hỏi vậy nha. Rồi, vậy những cái điều nào bạn không thích về người đàn ông của mình? Em cũng chưa gọi là có khuôn mẫu sẵn. Chỉ quan trọng là khi tiếp xúc với người đó, nói chuyện với người đó thì mới biết được là anh ta ok. Chứ mình không kỵ một điều gì đúng hết rồi, ở chị. Người đàn ông. Anh đã nghe hết bên kia rồi, hình mẫu lý tưởng vậy rồi. Anh định ra hình mẫu của người phụ nữ bên cạnh anh như thế nào? Chẳng một chút, đừng có đen. Đừng có đen quá, đen cái này được không? Rồi sao nữa? Tóc dài. Tóc dài. Tóc bên kia mới dài không? Dài lắm anh. Ưu điểm của anh là gì? Đối với công việc thì em dứt xuyên. Khi mà công việc chưa xong thì em vẫn làm cho xong thì thôi. Khuyết điểm? Khuyết điểm hả? Khuyết điểm của em là việc nhà, dở công việc nhà. Công việc nhà hầu như là không làm. Để hỏi bên đây coi Duyên ơi, Duyên nữ công gia chánh việc nhà thì bạn chấm bạn mấy điểm, bạn như thế nào? Mọi thứ em đều có thể làm, đàn ông làm được, em làm được.
sửa ống nước em làm cũng được. Riêng nấu ăn thì chà căng à. Căng à. Hai người không biết nấu ăn hả? Nói chung thì em nấu mì gói được anh. Cơm em cũng nấu được, còn mấy cái kia thì hên xui. Nhưng mà mọi người nhận xét em một điều là xui nhiều hơn hên. Bây giờ hai người nói qua nói lại tôi thấy cũng hiểu nhau rồi. Để coi tư vấn viên ở dưới. Coi người bạn ở dưới nè. À, dưới thấy cái, mấy cái bạn cũng hấp dẫn lắm nha. Duyên ơi cố lên, xinh là lẹp mà lẹp bẹp. Đâu đâu đưa đưa bạn lên coi mấy là bạn. Làm sao? Ủa xinh mà lẹp lẹp là xinh xinh sao vậy chị, bạn ơi? À, chị Duyên là rất theo em là đẹp. Đẹp. Dạ. Đẹp xong để đẹp mà để lẹp lẹp. À lẹp lẹp là có nghĩa là nói cho nó dễ xương tí. À, dễ xương đấy. Dạ. Dễ xương giống như mấy em đi tô tượng vậy đó. Dạ. thấy anh bên đây được không? Đàn ông đối với em là em không cho cao điểm. Trong em chỉ cho được 7 điểm thôi, anh này thì cho chắc được 5 điểm. Thấp vậy? Dạ em là chia điểm trung bình chứ không có cho nhiều anh. Dạ. Anh này dạ. Nhắm hả? Gì đó? Không ổn rồi. Bên kia là võ công cao cường lắm. Dạ. Em nói rồi em cũng có học qua mà. Nhưng mà em thấy anh không có nổi đâu. Thiệt. Thiệt. Bây giờ hai người ăn mì gói suốt ngày luôn hả hay sao? Hay là cơm với nước mắm với trứng chiên? Giờ cái khoản đó giờ sao? Bên này dễ thương vô cùng, có điều là nữ công gia chánh hơi tệ. Cái đó anh đâu có gì đâu anh chị. Cái đó học biết dễ mà. Ai học? Thì thí dụ trong gia đình. Giờ ai học? Dạ. Ai học? Thì người đó học. Không, người ta không học, người ta học võ à. Dạ, bắt anh đi học nấu ăn chịu không? Đâu có gì đâu, nếu mà học được nhiều cái nghề tốt thôi đâu có gì. Có nghĩa là học cái gì? Dạ. Không học là lên đường. Ở đây vậy à? Hiểu rồi. Trời ơi. Nương tay nha. Nếu mà em thích em cưng chị chứ không lắm nha. Chị nghĩ là nội mà em cưng không người ta cũng dễ vỡ nó đừng nói chi mà. Trời ơi, dễ thương quá. Dễ thương không? Không anh cứ cho điểm thật đi em biết anh. Không dễ thương. Mình ít khi nào cho điểm phụ nữ lắm. Tại vì mình đối phụ nữ là số 1 rồi, không bao giờ cho điểm. Vấn đề là nếu ảnh có gì đừng đánh anh sợ nghiệp. Nhờ người khác đánh anh. Anh hiền lắm, dễ thương lắm. Ngồi cũng cười không à. Hai người đi hợp đó nha. Rồi thôi giùm kéo màn lên đi. Coi dữ dội mức độ nào nha. Chúng ta có 2 phút để nhìn nhau và quyết định. 2 phút bắt đầu. Dữ dội lắm đó. Chào anh, em là Trương Lý Duyên. Dạ. Nhà em ở đâu? Nhà em ở quận 5. Nhà anh ở đâu ạ? À? Quận 11. Quận 11 ạ. Nãy bé nó cho anh 5 điểm thì hơi thấp. Nếu mà đối với em thì anh rất ok 8 điểm. Còn về tính cách thì em chưa biết. Anh nhìn thấy em, anh cảm thấy ok không? Ok, nếu mà dáng người thì là hơi mập tí. Đã chứ gì đâu mà. Cảm nhận thời sao? Rảnh rỗi thì anh đi đâu? Thường thì anh xem phim, nghe nhạc. Anh thích xem phim gì? Phim gì có là coi phim đó. Nay coi phim hoạt quả không à? Dễ hả? Anh cũng có coi nhưng mà em đi thỉnh thoảng coi thôi. Chứ không thích coi hoạt quả nhiều. Lớn rồi mà, không phải nít đâu coi hoạt quả. Không sao anh. Tại vì nhiều lúc coi phim ảnh chỉ là một cái khía cạnh thôi. Giống như có thể anh thích coi phim hành động, em coi phim hoạt họa. Cái đó anh em mình có thể dung hòa với nhau, không sao hết. Bữa hôm nay em đi với anh, hôm sau anh đi với em. Một người phụ nữ quá là tâm lý luôn. Rồi mỗi người nói với nhau một câu nữa chúng ta sẽ kết thúc. Thật sự thì khi tham gia chương trình này á, em cảm thấy chưa chắc là mình đã kiếm được, tại vì 33 năm em chưa kiếm được cái người cảm thấy ok. Nhưng mà em cứ nghĩ là khi đến đây thì chắc gì anh ok với em, nói thẳng coi như vậy. Nhưng mà bề ngoài thôi, tính cách anh thì em vẫn chưa biết, thì em cảm thấy anh ok. Thì như em nói thì có duyên gặp nhau thì mình sẽ có duyên là bạn, đúng vậy thôi. Dạ, coi như là bạn trước đi, đúng không? Giờ là bạn rồi đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Anh xong câu xong rồi anh. Anh xong câu rồi. Tại sao anh thấy rồi anh? Chưa có hỏi câu gì hết trơn á. Bây giờ nói một câu gì cảm nhận về người phụ nữ này tôi nghe coi được cái coi. Cảm nhận thì em thấy bên đây là hơi mập tí. Có một câu. Trời ơi. Bỏ câu đó đi. Nói cảm nhận cái coi nó ngọt ngào chút xíu ấy coi. Em hơi mập rồi mà hỏi mấy tôi ngồi tôi hoài luôn.
Cảm nhận của em là bạn đây cũng là một người lanh, tên lại hoạt bát, vui vẻ, dễ tiếp xúc với mọi người, hòa đồng. Hết thời gian. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút, và không đồng ý hẹn hò chúng ta không nhấn nút. Hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Một. Nếu nhắc tuồng kệ người ta nha anh, mình cứ suy nghĩ bình tĩnh nha. Hai. Ba. Hết thời hết gian giờ. Ủa có nhắn không anh? Không. Cô gái rất là bản lĩnh, rất là dễ thương, phải nói là rất là năng động và rất là tâm lý. Anh khó tìm người phụ nữ thế này lắm đấy. Dạ không biết. Tại sao anh không nhấn? Thật sự từ nhỏ lớn má em nói muốn ăn cho em ăn không à. Nếu mà không biết nữa thì thiệt thật là một đời rất khó anh. Vậy hồi nãy anh nói láo với em rồi. Đi dạ, học em, thôi. Cũng như anh nói, có thể là anh không có thích cái việc phụ nữ không có nấu ăn được. Có thể là sau này em cũng sẽ nấu ăn được, nhưng mà tại vì quan điểm ban đầu nhiều lúc ai biết được, không thể hứa được cái việc đó anh. Thì em rất là thích anh tại vì anh chọn như vậy. Như anh đã nói thì mình vẫn là bạn bè thôi, okay. Không có gì. Bây giờ mình tìm với Cát Tường để làm cho anh thoải mái hơn, gọi là anh đỡ nhút nhát hơn. Yeah. Nhưng mà thực chất là anh rất là dễ thương, rất là thật lòng. Không à. Đúng rồi, nhưng mà cố gắng mình đừng có gọi là bối rối cho phụ nữ, nó mạnh dạn xíu thì mới mau có người yêu được. Dù sao nữa thì cũng chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Một ngày nào đó nói có đám cưới cũng ai đó cũng nhớ mời Quyên Cát Tường nha. Dạ em cũng cảm ơn anh Việt Linh, cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn ban chương trình đã cho em gặp mặt hôm nay. Em cảm ơn anh và cảm ơn chị. Em mà tư tưởng thì quá tốt, tức là để cho con mình đầu tiên là không làm phiền ai, thứ hai nữa cái quan trọng nhất là tự lập ha. Dạ đúng rồi. Rồi. Nãy giờ là chị hỏi là nghe hết đúng không? Thôi chắc là mình phải gặp gia đình hai bên. Nhưng mà thấy làm trai được không? Được được được. Ấn tượng lắm á. Được được. Mấy năm qua nó ế cũng tại này á. Anh này kỳ. Em hết lâu rồi, cũng ấn tượng nào hết em vậy? Không, cái này mới bị mới làm hả? Này chắc nó úp cái gì nó hết chứ xong. Còn do rồi. Không em mới bị thăng mấy cái gì nó loạn nội tiết tố. À dạ. Nó mới được bây giờ em đang uống mặt. À mới rụng hả? Dạ bị rối loạn nội tiết tố. À rối loạn. Nhưng mà giờ em hết rồi. Tưởng đâu cái thằng hết tóc nó rối loạn chứ. Được rồi, nói chung là ổn về đàn trai đàn gái hết rồi. À, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xem sao cái ha. Rồi. Em ơi, hôm nay em tới đây tham gia em đi với ai? Dạ em đi với lại bác của em và em gái của em. Bác à? Dạ, chào gia đình đàn gái mình. Dạ, chào MC. Dạ. À, cô ơi, cô thấy sao? Cô thấy bên đàn trai sao? Coi coi đàn trai mình, cháu rể tương lai có được không? Ta cùng giới thiệu về lý lịch chức năng của mình để hai bên cùng nghe luôn nha. Mời em trai. Dạ. Em chào anh Quỳnh Linh, chào em chị Nam Thư, chào toàn thể quý vị khán giả. Dạ. Em là Ngô Quang Khải, em 29 tuổi. Em ở Gò Vấp. Quê em thì ở Hải Dương. Hải Dương, dạ. Bánh đậu xanh đúng không? Dạ đúng rồi. À. Còn công việc của em thì em kinh doanh bên cà phê với bất động sản. À, dạ. Ngô Quang. Ngô Quang Khải. Khải đúng không? Dạ Khải. Khải Hoàng đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi Ngô Quang Khải, dạ. Kinh doanh bất động sản với cà phê, vừa bán đất vừa bán cà phê. Mời bên đàn gái. À, em xin tự giới thiệu, em tên là Thu Hiền, 27 tuổi, em đến từ Đà Nẵng. Hiện tại em đang làm tư vấn du học và bất động sản ạ. Tư vấn du học và bất động sản. Yeah. Hiền 27 tuổi. Yeah. Em hiện sinh sống làm việc ở đâu? Em mới vào Sài Gòn được 3 tháng. À, hiện ở Sài Gòn, em ở quận mấy? Dạ quận 2. À, quận 2 làm tư vấn về du học và bất động sản. Dạ. Thấy hai người này hợp giống ăn quán phở với bán thịt heo đó. Hai người làm chung bất động sản biết đâu gom thành mối á. Này cũng hợp lắm rồi nha. Rồi. Rồi. À, cho chúng tôi bên đàn trai biết về ưu điểm khuyết điểm chút xíu đi. À, dạ ưu điểm của em thì em là người vui vẻ, hòa đồng, rất thích thể thao và thích kinh doanh. Thích kinh doanh. Dạ. Là ưu điểm. Vậy còn khuyết điểm của bản thân mình? À, khuyết điểm của em thì thật sự nói là em không có năng khiếu về nghệ thuật như là hát hò hay là múa nhảy gì hết. Cần gì em hát hò chi mệt, năng khiếu kiếm tiền là được rồi. Đúng rồi. Đúng không? Với lại kinh doanh là năng khiếu kiếm tiền rồi. Dạ. Rồi còn khuyết điểm gì nữa không? Em nghĩ cái đó là khuyết điểm mà em nghĩ lớn nhất của em. Còn rồi. Là em thấy rồi là khuyết điểm là không biết hát hò. Hát hò về nghệ thuật đó. Về nghệ thuật. Dạ đúng rồi. Ngược bên... lại anh với chị Nam Thư có khiếu về nghệ thuật nhưng không có khiếu về kinh doanh. Mở quán nào lỗ quán đó. Thôi đàn trai giới thiệu tiếp đi. Dạ. Em thì
ưu điểm thì em cũng tương tự như bên bạn nữ. Tương tự luôn. Dạ cũng kinh doanh giỏi ha. Không, cũng không giỏi lắm nhưng mà ý là em thích. Dạ. Còn cái khuyết điểm của em thì em hay em nói cũng hơi nhiều, hay chém gió các kiểu. Chém gió chém bão rồi đó hả? Dạ thì tính em vui vẻ, em vui vẻ nên em hay vui thì thường hay đó. Nói nhiều thì hay chém gió thì nó mới vui. Thì bán bất động sản phải nói nhiều chứ. Dạ. Không có nói sao người ta mua. Dạ. Đúng không? Nhiều khi ta đang ngủ phải gọi ta thức dậy nữa. Ta đang tắm gọi ra khỏi nhà tắm để bán bất động sản luôn. Lúc nào cũng gọi hết á. Vậy ta mới mua. Thấy không? Dạ. Nhanh nhẹn là tốt rồi. Bây giờ cho bên đàn gái biết về được tình duyên của mình đi em trai. Dạ thì em thì cũng có một cái tình mà cũng kết thúc cũng hơn 3 năm nay rồi. Nói cũng một lâu tình rồi. Hả? Dạ cũng lâu rồi. Bao lâu? Yêu bao lâu? Dạ cũng khoảng tầm 5. 5 hả? Dạ. Có sâu đậm không? Thì cũng vừa chứ nằm thì cũng chưa sâu lắm. Vừa chưa có sâu không? Dạ. Yêu mà chưa có sâu thì nó cũng chưa có tình cảm gì nặng nề lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà tại sao lại chia tay mối tình năm đó? Thì hồi đấy em thì thực ra thì lúc đó em cũng không có thích lấy vợ. Em không tính thích lấy vợ hả? Tính em không thích lấy vợ, quen người ta chi thì tội nghiệp người ta vậy? Không phải, lúc đấy em chưa có thích lấy vợ vì lúc em mới có 25-26 tuổi, em vẫn còn trẻ quá, em vẫn còn nhiều điều em phải làm á. Vậy giờ già chưa? Dạ thì em gần 30 rồi, em chắc cũng hơi hả? Dạ cũng bây giờ muốn lấy vợ rồi phải không? Dứt khoát chưa, chứ không có quen chơi như xưa nha. Dạ thì em muốn lấy vợ em mới lên chương trình. Lên đây là lấy à? Dạ. Rồi được rồi đó. Một mối tình giờ muốn lấy vợ. Bên rồi. Kia làm sao? À, em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì 3 năm đại học, thì sau đó ra trường thì nói chung hai bạn có 2 đứa khác nhau, thành ra cũng chia tay. Thì sau một thời gian thì em cũng có quen một bạn trai người Mỹ, thì sau lúc đó thì bạn nó cũng có cầu hôn và em cũng định là đi, lúc đó cũng định đi Mỹ rồi. Nhưng mà sau đó thì em có cái duyên với cái ngành về tư vấn du học, thì em làm ở nước Mỹ, em cũng tìm hiểu, thì sau đó cũng thấy lúc đó mình chưa có thực sự phù hợp để mà cái hôn, nên là em muốn ở đây và em muốn có những cái gì đó nó ổn định về nghề nghiệp trước đã, rồi sau này mình nghĩ tới việc mà hôn nhân sau. Thì đến bây giờ thì khoảng 4-5 năm rồi em chưa có quen ai nữa. Dạ. Tức là em đã từng được cầu hôn. Dạ. Nếu mà em đồng ý thì bây giờ em đã ở nước khác. Dạ. Sống nhưng mà em không đồng ý. Đồng ý bây giờ chắc cũng 2-3 đứa rồi đó. Thôi có duyên số mà em ha. Dạ. Nhưng mà lý do tại sao 3-4 năm nay mình chưa tìm được người yêu em? Dạ thật ra là cũng có những người ta cũng có những bạn tán tỉnh mình, nhưng mà em cũng thấy đa số thì chưa phù hợp, hoặc là những người cũng có gia đình rồi thì em cũng thấy em chưa có, hoặc là những người bạn độc thân thì em thấy chưa phù hợp với bản thân mình thì em cũng không có hẹn hò với ai cả. Với lại người ta có gia đình mà người ta tán tỉnh nó kỳ quá. Thôi dạ. Không lấy là đúng rồi đấy em. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái mối tình này, hy vọng rằng mối tình này sẽ là mối tình cuối nha. Dạ. Ôi bên đàn trai ơi. Dạ em nghe đàn trai cho em hỏi là vậy thì hôm nay tới với chương trình thì anh mong muốn tìm được một người yêu như thế nào? Dạ thì em thì cũng đơn giản thôi, em chỉ mong một người đàng hoàng, chân thành, hiền lành xíu. Người đàng hoàng, mới là có cùng cái sở thích kinh doanh là em thấy cũng ổn rồi. Vậy thôi, em cũng không có yêu cầu gì nhiều. Cái ngoại hình á? À ngoại em hình có mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình thì cũng nhiều, nhưng mà thôi cái đấy cái duyên em cũng không có yêu cầu cái ví dụ ngoại hình. Mình tưởng tượng cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào? Em từ bé này em chưa có cái mẫu hình nào, em thì gặp ai em thấy được là thấy được thôi. Gặp ai thấy được là được hả? Dạ, chứ em cũng không có biết cái hình mẫu nó như thế nào anh. Rồi, cũng có nhiều người ta đặt ra có mục đích, một cái mục tiêu cho mình, một cái mẫu hình nào đó nên ta hướng tới. Dạ. Còn mình không có phải không? Dạ, em thấy không gặp có. Là được là được, không được là không được. Đúng. À, dạ. Cũng được. Dạ. Còn bên kia làm sao? Vậy còn em? À, em thì mẫu hình lý tưởng của em là bạn trai phải cao 1m7 một chút. Có đam mê về kinh doanh thì em thấy bạn đó cũng thích kinh doanh đó. Dạ. Mình có cao trên 1m7 không ha ông Mai ơi? Chút đò tính. Chứ tôi thấy cũng được cỡ hơn á. Rồi gì nữa cưng? Có tính hướng ngoại một chút. Hướng ngoại? Dạ. Thì không có quá bảo thủ, hay là vì tính em thì nó cũng thoải mái. Em thì nói chung là ngồi cái việc làm, giờ làm đó thì em cũng hay thích đi du lịch, khám phá này nọ. Thì em cũng muốn bạn đó cũng có cái sở thích của cùng sở thích mình là đi du lịch. Rất muốn tìm một người có cùng sở thích đi du lịch. Đây. Chào bạn gái, dễ thương quá, đàn gái xinh xắn. Cái ngoại hình em có mong muốn thế nào không? Về tóc tai, về gương mặt, về da trắng, da nâu, da đen, da đỏ gì đó.
Dạ nói chung ngoại hình ưa nhìn là đủ. Tóc dài, tóc ngắn. Tên 1m7, tại vì nhà em thì ai cũng cao hết. Thì em cũng muốn bạn nó cũng phải cao trên 1m7 một chút. 1m7, dạ. Tóc tai để tóc dài, tóc ngắn hay là... Không, tóc tai tém gọn gàng, không có... Tém gọn gàng, đầy gọn dữ à. Đầy tém luôn á. Dạ. Được, hợp lý rồi nha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Ờ, em thì không có khắt khe cái thể lệ. Em vẫn thích cho nhậu nhạc được nhưng mà không quá nhiều. Ờ, em không thích người đàn ông hút thuốc. Không thích người không hút thuốc hả? Là không hút thuốc, em không thích người hút thuốc. À, không thích người hút thuốc. Dạ. Có hút không? Dạ không anh. Có chích không? Dạ không. Em chích thì xì kè chứ đâu có được như này. Em ơi, rồi còn về tóc tai em có yêu cầu gì đúng không? Có. Nói chung là tóc tém bình thường, không có dài. Anh đã nói rồi, tém. Yên tâm, tém lẹm luôn. Vậy được ha. Nếu được đồng ý thì hai người gặp nhau á mà hợp lý á, thì em nhắm khoảng chừng nào bên đàn trai có thể bước tới được? Dạ nếu được thì mình có cơ hội mình hẹn hò thì hôn nhân có thể là năm tới chẳng hạn. Năm tới ha. Dạ. 2020 cho nó gọn, nó tròn do luôn. Dạ. Rồi. Được á, đàn gái dễ thương đó nha, xin á, đàn trai chịu bên đó rồi đó. Trời, đàn trai chịu mà bên đàn gái chưa chịu. Qua coi đi, trời ơi, tôi cũng ngon lành chứ bộ. Dạ đó. Chào chị ạ. Chào anh. Tóc tai dạ. Hơi tém gọn xíu mới cắt á. Dạ. Nghe giọng nói thì có vẻ chững chạc nhưng mà gặp mặt thì còn dễ măng rồi ha. Nhìn mặt rất là baby cute. Chào cưng. Dạ chào chị. Lý do tại sao mà đăng ký tham gia chương trình? Tất nhiên là chúng ta sẽ tìm người yêu hoặc là tìm vợ ha. Dạ. Nhưng mà bao lâu thì kết thúc, bao lâu mối tình cuối cùng của em kết thúc bao lâu rồi? 3 năm hơn rồi. À vậy 3 năm là không yêu ai hết. Dạ không. Ờ. Dạ. Rồi có ai yêu mình không? Không. Không luôn. Là thật sự ế? Cũng không thực sự ế, tại em mới tịch mấy năm trước em không thích tán gái. Ai biết 3 năm rồi. Em có nhu cầu cái gái gú. À. Gái gú, nói gái gú. Đừng có nói gái gú đây. Dạ, dạ. Mà... không có nhu cầu tìm kiếm tình yêu, bây giờ dạ. Mình lại bắt đầu muốn yêu. Dạ. Điều em không thích nhất ở phụ nữ là gì? Em không thích nóng tính. Ừ, rồi gì nữa nè? Ỷ lại nhiều. Nóng tính, ỷ lại. Chắc cũng vậy thôi, như từ từ tìm hiểu tiếp như thế nào em. Vậy còn một cái hình mẫu mà em mong muốn là gì? Em hình mẫu thì là hiền lành đàng hoàng thôi. Hiền lành đàng hoàng. Dạ. Rồi ngoại hình á, còn về chi tiết ngoại hình thì ngoại sao? Ngoại hình em không có hình mẫu nào hết. Em nói lúc nãy rồi. Là em... sao cũng được. Sao cũng được. Không là em gặp thấy được là được thôi chứ không có hình mẫu. Cũng được là được. Đơn giản. Chị Thư về được không? Chị Thư quá được luôn rồi. Hot girl làng hài gì đó, em có đọc báo. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. À, bây giờ em đã chuẩn bị sẵn sàng kinh tế gì cho cái cuộc hôn nhân sắp tới chưa? Kinh tế là chuẩn bị cái gì chị? Thì em cũng có mọi thứ rồi. Mọi thứ là có gì? Thì em có nhà chưa? Em có nhà, xe, có xe, chưa? có tiền. Có nhà, có xe, có tiền, tiết kiệm chưa? Hay trời, rất là mạnh miệng. Em đầu tư thì có tiền là tôi mê rồi đó. Em đầu tư thì em cũng không có để tiền mặt nhiều. Là tài sản thôi đúng không? Tài sản. Tức là chị phải hỏi điều đó để mà nhà gái người ta trước khi người ta về mà ta làm vợ làm dâu người ta cũng phải hết sức là tìm hiểu cái điều kiện kinh tế làm sao, đúng như thế rồi. Nào ổn định hay không. Dạ. Hiểu không cưng? Phụ nữ luôn luôn lo xa và biết lấy chồng có nhà có đất chưa. Rồi bây giờ mà nếu mà lấy về thì có phải làm dâu không? Không không. Ngày xưa bố em kêu nếu mà lấy vợ thì là ở cách 500 km, tức là đừng có ở gần, nhức đầu lắm, bố em không thích. Tức là hồi em còn con nít bố em đã nói vậy rồi, nên là hồi cái đó, chuyện mà bố khác em ơi, giờ không, bố nghĩ khác lại rồi. Dạ cũng y chang rồi. Y chang luôn hả? Dạ không thích nhất ở gần con gái nhức đầu lắm, mà em có mình em con trai mấy đứa em gái rồi đó. À, tức là sẽ ở gần 500 m. Không, 500 km đó nhỉ. Tức là ở cách xa, khi nào tụi mày lấy vợ là ở cách tao 500 km. Chắc là ổng cũng chán em lắm rồi, là... nói hoài không, mình, đúng không? Ý bố em nói là tao là không có làm phiền gì đến mấy đứa nữa, tức là ở cho nó thoải mái. Bố em hay nói kiểu mà nhưng nói ngược ngược. Mẹ em thì sao? Mẹ em thì cũng bảo là ở riêng cho thoải mái chứ ở chung nó không có thoải phiền mái. Đúng không? Là chưa gì ngay. Tức là khi nào mình già mình hết sức khỏe thì lúc đó mình mới phải là mình phải chăm sóc cha mẹ mình, nhưng mà lúc mình bố mẹ còn khỏe thì mình nên ở riêng cho thoải mái. Dạ. Ở chung chắc em xin tiền không hoài thì không chán gì đúng không? Không em đủ rồi. Chưa gì, từ nhỏ bố em đã có tư tưởng cách ly sẵn hả? Không, lại lấy vợ cái cách ly đi. Cái ý của để bố không em làm phiền. Là nói là muốn tốt cho tụi em á, ý là không, bố em chị hiểu rồi.
chỉ sợ ở gần cái con cháu nó sinh hoài cũng mệt, làm phiền quá. Chị đang chọc ghẹo em thôi chứ. Dạ. Thực sự nếu mà tư tưởng như vậy thì quá tốt, tức là để cho con mình đầu tiên là không làm phiền ai, thứ hai nữa cái quan trọng nhất là tự lập ha. Dạ đúng rồi. Rồi nãy giờ là chị hỏi là nghe hết rồi. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Thôi chắc là mình phải gặp gia đình hai bên. Nhưng mà thấy đàn trai được không? Được, được, được. Ấn tượng lắm á. Được, được. Mấy năm qua nó ế cũng tại này á. Anh này kỳ ghê. Em hết ở đâu mà cũng ấn tượng, nào hết cho em vậy? Không, cái này mới bị... Mới làm hả? Này chắc nó úp cái gì lên nó hết chứ xong. Còn do rồi. Không, em mới bị... Anh Linh cứ thắc mắc cái gì, tóc tai. À, gì dạ. Nó mới rụng, bây giờ em đang uống bật lại. À, mới rụng hả? Dạ, bị rối loạn nội tiết tố. À, rối loạn. Anh nhưng mà giờ em hết rồi. Tưởng đâu có thằng hớt tóc nó rối loạn chứ. Được rồi, nói chung là ổn về đàn trai đàn gái hết rồi. À, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xem sao cái ha. Rồi em ơi, hôm nay em tới đây tham gia, em đi với ai? Dạ em đi với lại bác của em và em gái của em. Bác à? Dạ chào gia đình đàn gái mình. Dạ chào MC. Dạ cô ơi, cô thấy sao? Cô thấy bên đàn trai làm sao? Coi coi đàn trai mình cháu rể tương lai có được không? Dạ kính chào MC Quyền Linh và MC Nam Thư cùng tất cả các quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Tôi là bác của bé Hiền, thì hôm nay đến tham gia chương trình hẹn hò này thì bác thấy là sau khi mở cánh cửa này thì hai cháu sẽ bấp nhúc để cho nhau một cơ hội và tiến xa hơn nữa. Chúc chương trình luôn được thành công và tốt đẹp. Nhưng mà bác đánh giá rồi rể tương lai mình nó làm sao, được không, hợp lý không, thì, đẹp trai không? Theo như là bác nhìn thì bác thấy chàng trai bên đây thì cũng ok. Nhưng mà Hiền khi mở cửa ra thì Hiền hãy bấm nút theo con tim của Hiền. Bấm nút con tim. Thấy ngoại hình vậy được không? Cũng ok. Ok ha. Dạ. Nhận làm cháu rể được không? Dạ được. Được ha. Rồi vậy là ổn rồi đó. Em gái Hiền, à mời em gái Hiền, em có ý kiến gì cho chị mình không? Dạ em xin chào em Ly Quyền Linh và chị Nam Thư ạ, cùng tất cả quý khán giả đang có mặt trong trường quay ạ. Em ruột á hả? Dạ em là em gái của chị Hiền. Em ruột dễ thương xinh chưa? Nhìn từ em ruột mà canh canh cho bà chị nha. Dạ em lập gia đình rồi ạ. Trời ơi, vậy là cầm đèn chạy trước ô tô rồi không? Ôi lập gia đình rồi hả? Dạ em vừa kết hôn cách đây 2 tháng ạ. Thấy chưa? Vậy là chị phải nhanh lên nha. Em coi coi anh để tương lai vậy hợp lý chưa? Dạ, sau khi mà em thấy hai anh chị vừa trò chuyện với nhau ấy thì em thấy hai anh bên này á rất là dễ thương, tính tình cũng hài hước, anh cũng có tính hướng ngoại và độc lập về tài chính nữa, thì em thấy là anh rất là phù hợp. Nếu được thì chị hãy cho một cơ hội để có thể là cùng nhau tìm hiểu nhau ạ. Dạ xin biết. Cảm ơn em gái. Cảm ơn bác mới là em gái. Rồi mình gặp đàn trai đi. Dạ em có đi với bạn học từ hồi con nít mà em bạn cũng là hàng xóm của mấy em luôn đó đến bây giờ luôn. Dạ em xin chào MC Quyền Linh và chị Nam Thư và quý vị khán giả. Em là Bình, bạn của Khải. Thì tính của Khải thì rất là hiền và vui tính. Thấy bạn nữ bên này rất có nhiều điểm chung với bạn Khải, đó là thích đi du lịch, có tính tự lập cao và thích sở thích là kinh doanh và cũng là kinh doanh bất động sản nữa. Nên em thấy hai bạn nên cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn. Yeah. Em thấy Khải có nhiều gái theo không? Khải thì từ nhỏ lớn Khải bị nhát đó anh, nên nhát gì? Ý là nhát gái anh. Thiệt không? Dạ. Nhát trùng nhát gái thiệt không? Nhát gái thiệt anh. À dạ. Con trai nó có nhát không? Còn con trai thì Khải rất là vui vẻ. Đi chơi với nhau là Khải giống như là cây tấu hài của nhóm anh. Vậy chơi với trai nó có nắm tay con trai không? Dạ, Khải chỉ nhát với mấy bạn nữ thôi. Còn mấy bạn trai thì không nhát. Em và Khải là quen nhau từ nhỏ, đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy có cái kỷ niệm gì về hồi nhỏ đáng nhớ không cưng? Thì em với Khải là học chung với nhau, học nội trú với nhau á. Thì cũng có nhiều kỷ niệm trong trường. Vì ăn chung rồi ngủ chung rồi tắm chung. Tắm chung?
Tại vì trong trường nội trú thì phải sinh hoạt chung, rồi sáng thức dậy cùng giờ rồi đi học, học xong rồi chiều lại học, xong rồi tối thì về ăn rồi ngủ chung với nhau, tập thể. Vậy thì ở chung như vậy là biết rất rất nhiều tật xấu của Khải. Đúng dạ, không? Dạ đúng vậy rồi. Cái tật xấu nào mà em nghĩ là xấu nhất? Xấu nhất của Khải chắc là nó đại đi không sao đâu. Chắc nó cũng nhiều. Trước sau gì cũng biết rồi, trước sau gì cũng biết ha. Cái đó cũng không phải là tật xấu nữa, tại vì tật của Khải đó là hay dễ vì hay thương người á, nên nhiều khi bị đi ra đường hay bị dụ. Bị dụ hả? À. Có tức là dễ nào bị dụ chưa? Không, ví dụ như bạn giúp đỡ bạn bè rồi hay nói chung là tại vì tốt quá nên hay giúp đỡ bạn bè á, nên hay bị thương người, hay bị người khác lợi dụng. Dạ. Vậy đó hả, cho mượn tiền kia đó hả? Dạ đúng rồi anh. Có cho anh mượn mấy triệu. Ồ. Anh có cho mà em mượn như em làm gì có. Rồi hết chơi chứ. Không dẫn để hiểu, để cho đàn gái hiểu cái tính tình của đàn trai ha. Rồi em nghĩ là bây giờ thôi mình phải kéo ra. Tất cả mọi thứ được phơi bày hết rõ ràng rồi đó. Bây giờ thôi hai bên gặp mặt đi. Rồi tùy hai bạn thôi. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi Khải. Dạ. Ừ. Mình có sức tự mẹ. Chào. Dạ, cảm ơn. Người ta nói chuyện, người ta gặp, ta nhìn thẳng vô mắt, không nhìn tìm cái gì đất vậy? Em không, em nhìn cuốn sách. Tôi phải nhìn cái người tặng sách chứ, nhìn sách không? Một cái ghế này. Quay qua đây, trời ơi, cái gái nó rối rừng. Bắt đầu đi đó. Hai bạn tặng nhau hai quyển sách, mình có thể đọc tên quyển sách đó lên được không? Mình tặng bạn cuốn sách là Anh có thích nước Mỹ không? Anh rất là thích nước Mỹ luôn. Dịch già. Vậy là chưa đọc nội dung câu chuyện rồi. Vậy người ta anh hỏi anh có thích nước Mỹ không nữa. Anh cũng thích nhưng mà thích em hơn. Dở quá. Đọc câu trong đó. Không, mình sách này em thì chưa đọc. Em đọc câu gì anh? Kiếm câu nào hay hay cái đọc. Câu mở đầu hả? Là đằng sau á, đằng sau á. Mỹ anh cũng thích nhưng mà thích em hơn. Anh mong muốn người sẽ sống cùng với anh suốt đời là em. Nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì. Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em. Nhưng chỉ cần em ở bên, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn. Công nhận ông đọc cái đoạn đó nhìn nghe xúc động ghê á. Em câu đó chút xíu á, chừng nào bấm nút cho em đọc ngược lại cho bạn gái nghe nha. Dạ. Đúng rồi. Rồi còn quyển sách của đàn trai tặng đàn gái là gì nè? Bao giờ hết ế? Bao giờ hết ế? Bao giờ hết ế? Chắc xong bữa nay đó. Chị mượn đi. Xong bao bữa giờ nay hết ế? Nhiều tác giả. Nhà có cháu gái chưa lấy chồng, đến chúc Tết làm ơn không hỏi. Xin chân thành cảm ơn. Dạ. Không có mấy cái thiệp ở trong đọc hay hình. Có cái thiệp hả? Dạ dạ. Rồi. Đây, có cái thiệp em đọc đi. Hai cái luôn. Em còn trẻ chán, biết chưa? Vương miện đội ở trên đầu, những chuyện lấy chồng hết ế tạm thời để đó đến sau. Không có người yêu thật bình yên, chẳng cần mua sắm đỡ tốn tiền, ra đường chẳng lo phải ăn diện, nằm nhà ăn ngủ sướng như tiên. Trời ơi, cất cái tờ đi. Tờ này cũng đưa nữa. Cái này dẹp không cho. Trong sách nó có anh rồi, nó mặc đi. Tờ không có người yêu ngủ nhà chi. Không. Cái tờ đó tao lựa tao cất đi chứ ai đưa tờ nữa. Giờ biết cái tờ đó trong sách thì cất cái tờ đó đi. Lên đi tìm người yêu mà nó thôi không có người yêu thật là khỏe. Ai viết cái tờ này cũng kỳ thiệt. Rồi, bây giờ hai bạn mình nhìn nhau và nói cảm nhận về nhau và cứ các bạn có 3 phút thoải mái chia sẻ với nhau. Xin mời các bạn. Anh có thích đi du lịch không? Anh đi du lịch liên tục nên là anh thích.
em cũng thích đi du lịch, em cũng thỉnh thoảng nhận ngoài nhà việc làm ra thì em cũng hay đi đi đây đi đó, như là cũng công việc của em thì em cũng hay đi công tác nhiều nơi, nhưng mà ngoài đó thì em cũng hay tranh thủ có thời gian đi du lịch khoảng vài ngày. Em cũng hy vọng là sau này mình có cơ hội thì mình có thể đi du lịch cùng nhau, tại vì hầu hết thời gian của em thì em toàn đi du lịch một mình thôi. Anh cũng hay đi du lịch một mình mà. Ừ, giờ sắp sửa mình đi chung đi. Với còn em thì có cảm nhận gì anh? Nói chung thì em cũng thấy anh nhìn cũng hiền lành. Em có nghe lúc nãy có chia sẻ về là mình có thích kinh doanh với nhau, thì em thấy là mình cũng có một vài cái sở thích đó cùng nhau, thì em nghĩ là cũng khá là hợp nhau. Còn ngoại hình thì em thấy vẫn ok ok. Còn thấy em như thế nào? Em hình như ngoại hình em hơi cao lớn ấy. Ai cũng nói em là to cao hơn. Không mà như vậy tốt em. Tốt. Tại vì em thì em thể thao, em thì hay tập yoga hàng ngày nữa. Thì nói chung là người thì body nó tính ra thì nó cũng so với những bạn nữ thì em cảm thấy mình cũng to hơn những cái bạn cùng lứa với mình. Thì em mong muốn làm một bạn nữa. Em bởi khi em đến chương trình này thì em cũng nói là em muốn bạn nào cao 1m7 một chút, để khi đứng với em thì cảm thấy nó không có bị tủi thân về ngoại hình một chút. Rồi bây giờ mình sẽ nói về chuyện hẹn hò. Một tuần mình hẹn mấy lần, rồi mình hẹn hò như thế nào, rồi sau đó mình tính tới là bao lâu mình có thể bước tới, và sau khi bước tới rồi thì về kinh tế gia đình mình sẽ phát triển như thế nào, chuyện con cái ra sao. Các bạn cứ thẳng thắn và thoải mái với nhau. Nói chung thì tới hiện tại thì ngoài giờ làm của em ra thì buổi tối thì em cũng tinh thần cũng hơi bận, thì ngồi rảnh thì em đi tập yoga là chủ yếu thôi. Vì trước đây cũng chưa có hẹn hò cùng ai hết, khi em vào Sài Gòn 3 tháng thì em cũng chưa đi chơi với ai hết. Thì nếu mà mình có cơ hội hẹn hò thì em nghĩ là mình phải đi một tuần khoảng 3 buổi gì đó thì ok. Ok, anh thì cũng giống em thôi, tối anh cũng đi chơi đá banh với tập gym, chứ anh cũng không có đi đâu hết. Anh thì lãnh, đa phần là anh lãnh. Vì em thấy như Gò Vấp qua đây cũng xa đúng không? Em quận 2 chắc cũng xa. Quận 2 cũng không xa lắm, anh thấy cũng vừa. Gò Vấp qua quận 2 gần mà, mình chỉ cần đi Phạm Văn Đồng. Không mà Gò Vấp anh sát Bình Thạnh chứ không phải là Gò Vấp cái khúc sát quận 12. Là tới rồi. Lấy nhau thì kinh tế ai giữ tiền, con cái, quan điểm với con trai con gái thế nào mình bàn luận luôn đi các bạn. Không, cái giữ tiền thì đó là quan niệm mà ngày xưa thôi, chứ em thì em không có, tại vì tiền là làm ăn để, chứ ai để tiền đâu mà giữ. Anh thì tiền tiêu thì vợ giữ không sao, nhưng mà tiền làm ăn, tiền lớn thì mình đâu có giữ trong ngân két sắt hay là ngân hàng được. Nó đầu tư chết. Đúng không? Nó không có ấy được, mình phải chuyển sang đầu tư. Ai giữ trong ngân hàng đó? Không, ngân hàng em cũng không gửi nữa, mình chuyển sang đầu tư chứ. Chúng mẹ chuyển một bất động sản đầu tư thôi. Chuyển vô đầu tư hết rồi, nó chuyển cho vợ chứ. Không, cái tiền xài thì vợ giữ, tại vì tiền xài nó cũng không có gì đáng kể. Trời ơi, không đáng kể nó chuyển cho vợ thấy không? Dạ. Tính hết trơn rồi. Không, còn mấy cái tiền lớn thì cái đó là mình, tất cả là đứng tên chung, pháp lý nó đều là chung hết mày. Rồi vậy thì chuyện con gái, em thấy con trai đầu lòng hay con gái đầu lòng? Em giờ em con nào cũng được. Có vậy con mà... là vui rồi. Vậy quan điểm tình yêu của em là gì? Thì em chung thủy, tin tưởng nhau, rõ ràng, đàng hoàng tử tế là được rồi. Vậy còn Hiền? Dạ em thì cũng cần một người chân thành, không có lăng nhăng, không có nhậu nhạt hay là vì bạn bè quá nhiều. Anh không có biết, anh không thích nhậu. Bạn Hồng, hôm nay em tới đây em có món quà tinh thần nào muốn tặng cho bạn nữ không? Hát một bài hay là đọc một bài thơ, hoặc rap, hoặc là nhảy, tùy em. Em không có cái năng khiếu gì nghệ thuật sao mà biểu diễn gì. Em có thực sự nghiêm túc khi em đến đây không? Thì em đăng, tại vì cái tính em thì nó như vậy, nhưng mà em nghiêm túc em mới đăng ký chứ. Chị ngồi ở đây chị chưa cảm nhận được cái sự nghiêm túc và chân thành ở trong em. Thì chị hy vọng là Hiền có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng bản thân chị là một người khách quan thì chị chưa cảm nhận được. Nhưng nên chị mới hỏi em câu đó. Và điều đó thật sự quan trọng, em hiểu không? Và chị nghĩ cảm nhận của chị thì khán giả phim trường họ cũng sẽ cảm nhận được. Và không những khán giả phim trường, khán giả ngồi xem truyền hình cũng sẽ cảm nhận được. Cái điều đó hết sức quan trọng, bởi vì Bạn Muốn Hẹn Hò là một cái game show kết nối thật sự những người nào có khát khao muốn đi tìm tình yêu đích thực.
chân thành hơn một tí, chàng trai trẻ. Em cảm nhận thế nào về cô gái đối diện với em đó? Nói chân thành giống như chị Thư vừa mới nói đi. Cảm nhận thế nào về người đối diện và mong muốn điều gì? Dạ thì em cảm nhận thì thấy... Em nói với cô gái đó, anh thấy em thế nào và đối với anh là em như thế nào? Và anh mong muốn sắp tới mình như thế nào rồi đó? Dạ. Nói thật lòng mình đi. Thì em thấy Hiền thì cũng nhìn cũng hiền lành đàng hoàng. Cũng nhìn người cũng tử tế. Ngoại hình thì cũng tương đối là cân đối. Nói chung có tập yoga thì em cũng thích con gái tập những thể thao thể dục như vậy. Còn về mấy cái tính cách hay là về mấy cái sở thích thì em thấy gần như là thấy giống nhiều, tương đồng. Về mấy cái như bạn nữ này thích người về cái gì ngoại tâm thì em cũng ghi trong lý lịch em cũng là ngoại tâm nhưng em không có nội tâm. Thì đó là những cái em thấy tương đồng. Em cảm giác có một chút gì rung động với người đối diện chưa? Dạ thì nãy giờ em thấy cũng nhiều cái điểm chung. Về cảm xúc, về rung động của một người đàn ông với một người phụ nữ đó, có một cảm giác gì không? Bởi vì khi mà mình đối diện người khác mình có rung động chút xíu nào đó thì thực sự là nó mới có hiệu quả trong tình yêu. Còn khi mình gặp mà chưa thấy gì á thì nó là câu chuyện khác. Em cảm giác đi thử, mình cứ nhìn Hiền đi. Một cô gái rất là xinh xắn, một cô gái thông minh, một cô gái hiện đại. Anh nghĩ rằng Hiền rất là giỏi trong tất cả mọi thứ đó. Em có cảm giác như vậy không? Em có cảm giác chứ. Nhưng nãy giờ em cũng hơi đập nhanh nhanh chứ. Đó, có đập nhanh là được rồi, có rung động là được rồi, đúng không? Dạ. Anh muốn hỏi, nói như thế để đàn gái cảm nhận đàn trai đang suy nghĩ về điều gì. Bởi mình đến đây á, ai cũng quan điểm đến đây để tìm một nửa yêu thương cho mình. Dạ. À, mình có thể nói vui, nói này kia, nhưng mà mình cảm nhận là tất cả đều cảm nhận thật từ con tim. Dạ. Ha? Em mới nói gì với Hiền trong giây phút này? Ông mà em sinh năm bao nhiêu nhỉ? 92. À, 92, ok. Thì em thấy mình cũng cũng nhiều cái tương đồng. Thì nếu mà ấy thì anh em mình cứ gặp nhau cũng... Tại vì anh rất là thích người ở Đà Nẵng. Vì cái người bạn của anh đang làm ăn chung với anh là ở Đà Nẵng. Anh cũng ra đấy chơi rồi. Thì anh thấy con người đấy thì anh có cảm tình với người ở ngoài Đà Nẵng nhiều lắm. Rồi. Đa phần anh gặp ai ở Đà Nẵng anh cũng rất là mến. Rồi, còn Hiền muốn nói gì chúng ta sẽ chờ nút bấm hết thời gian. Chúng ta để tay vào đó. Em không thấy gì hết. Bên tay trái. Rồi. Khi chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta phải kiểm tra lại con tim của mình. Còn chuyện tình yêu nó lại quan trọng hơn nữa. Đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra một lần nữa xem con tim mình có rung động thật sự hay không. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Không rung động, không cần bấm. Và các bạn sẵn sàng nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Xin mời các bạn. Vậy là Hiền không bấm nút. Nhịp tim đã bị lỡ một nhịp. Hiền có thể nói về cảm nhận của mình. Em thấy bạn chưa thật sự là một người mà em đang tìm kiếm. Thì em cần một người nó phải chững chạc hơn một chút. Và nó có những cái gọi là cho em một cái sự dẫn dắt trong vấn đề mà hôn nhân hơn nữa. Chứ không phải là hờ hững. Đúng dạ. Vậy. Chàng trai của tôi cũng rất là thông minh, cũng rất nhạy bén, cũng rất giỏi trong kinh doanh. Nhưng vấn đề tình yêu á, chúng ta hãy cố gắng tập trung hơn nữa nếu chúng ta đang đi tìm một nửa yêu thương của mình. Có thể là bạn chưa quyết liệt lắm. Nói như Thư này rất là đúng. Bởi vì chúng ta chưa thấy có một sự chân thành đi tìm người yêu thôi. Chứ không phải nói bạn là cái gì ở đây. Dạ. Nếu thật sự mình tìm người yêu thì mình phải tập trung và mình phải chân thành hơn nữa với tình yêu với người đối diện. Và ngày hôm nay thì rất tiếc là chúng ta không có cùng chung nhịp đập con tim với nhau. Nhưng không sao, khán giả truyền hình, rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái và rất nhiều cô gái sẽ bấm nút cho chàng trai. Chúng ta sẽ liên lạc trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nha. Chúc tất cả chúng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Đây, món quà của các bạn. Một phần quà của Vinalatex nệm cao su thiên nhiên. Dạ, em Vinalatex gửi tặng các bạn. Và đây
khi mình chọn một món quà nào tặng cho một người con gái, thật sự là nó cũng phải có ý nghĩa của nó. Ngay cái ngày gặp mặt là rất là quan trọng. Nếu như mình chuẩn bị gặp cô gái nào đó thì cũng tìm ra một ý nghĩa nào đó nha chàng trai của tôi. Thật ra nó cũng ý nghĩa đấy anh. Do cái tên nó hơi vui thôi. Hơi vui. Dạ, thật ra rất là ý nghĩa luôn. Dạ. Và đây là một món quà đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ dành cho gia đình Việt. Một chiếc nồi cơm điện đây, trị giá 350.000 đồng gửi tặng đến các bạn. Không có người yêu thật bình yên, chẳng cần mua sắm đã đỡ tốn tiền, ra đường chẳng là lo phải ăn diện, nằm ở nhà ăn ngủ sướng như tiên. Cái này là cuốn sách nó ghi anh, em em chỉ thấy cảm giác thôi. Mình đôi khi mình muốn tặng ai cũng được gì đó, mình phải kiểm tra tất cả nội dung xem nó có hợp lý hay không. Đó một trong những cái tinh tế nhất trong tình yêu. Anh nghĩ rằng chắc là em do em lo buôn bán bất động sản nhiều quá thành ra là ít có quan tâm điều này. Nhưng hãy quan tâm tình yêu nữa, nếu mình quan tâm tới nó sẽ đến với mình trong bất kỳ lúc nào. Em trai nha. Dạ. Đây những thanh sô cô la ngọt như mật của đất để gửi tặng các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nó ngọt ngào như những thanh sô cô la này nha. Dạ. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đến và tham gia chương trình. Hy vọng là các bạn sẽ sớm tìm được một nửa. Như vậy cũng quá đơn giản ha. Với lại cũng không có uống bia nhiều. Trời ơi, gái uống bia lên mời lâu lâu uống chứ ai đâu uống lầy. Dạ em không biết uống bia luôn à. Mà đây cũng uống bia luôn. Dạ uống thì uống bình thường cũng được chứ em đừng có uống xong kiểu mà nhè tưng. Em cái điều gì em không thích nhất ở người bạn gái nữa. Dạ điều em không thích ở người bạn gái là không biết bảo vệ chính kiến tình yêu của mình. Ví dụ như mà đang yêu nhau mà có người này người kia nói cái nghe lời người khác, còn cái nghi ngờ này kia thì em không thích. Mình phải có chính kiến riêng của mình em phải cảm nhận. Em có tính gia trưởng không? Dạ không, em rất là thoải mái. Thấy cái tướng em ngồi thấy có vẻ giống như kiểu như ông hội đồng đang xét xử hay kiểu như đang ngồi nói chuyện thấy nó không? Dạ không, em ngồi vậy em thấy thoải mái hơn. Ồ vậy thôi em cứ thoải mái đi, cứ thoải mái. À khép vô lại vậy là thoải mái đó phải không? À... ngồi vậy chưa thoải mái đâu, ngồi vậy mới thoải mái nè. Ngồi vậy mới thoải mái á. Sao nó khép nép quá vậy? Xưa giờ là vậy là thoải mái đó hả? Dạ. Thoải mái đi em. Rồi, tỉnh. Vậy thì bây giờ chưa có tình trường. Rồi rồi mình nhắm mình yêu rồi mình biết làm cách nào để rồi mình ga lăng mình chăm sóc người yêu của mình không? Dạ có chị, cái đó thì nhiều lắm, nói chung là ở đâu ra chưa có bồ sao biết mà nhiều. Không em cũng nhận như là chiêm nghiệm cũng nhiều, em cũng chứng kiến nhiều. À chứng kiến quan sát thôi phải không? Quan sát. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ lời đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả và bạn nam bên kia. Em tên là Trần Liễu Phương Trang, năm nay em 24 tuổi. Em nghề gì xin... Trang? Em làm nghề gì? Dạ hiện tại thì em đang bán thuốc ở quận 12. À, bán thuốc tức là dược sĩ đúng không em? Dạ đúng rồi anh Quyền Linh. Rồi mời em trai. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em tên là Lê Trần Cường Thịnh. À, năm nay 27 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở quận Gò Vấp, quê gốc ở Hải Dương nhưng sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Định làm gì Định? Dạ em làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Định là nhân viên? Dạ Thịnh ạ. Hả? Thịnh ạ. Thịnh ha? Dạ. Em có nhớ tên cô bên kia chưa? Dạ tên Trang. Hả? Tên Trang. Trang. Đúng rồi, Trang Thịnh. Trang quê đâu Trang? Dạ hiện tại em sinh ra và lớn lên ở quận 12. À quê thành phố luôn ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là một người rất là nhiệt tình, luôn quan tâm mọi người, hòa đồng, thân thiện và thích dọn dẹp. Cái hay nhất là thích dọn dẹp đó. Rồi vậy còn cái yếu điểm là cái gì? Yếu điểm của em thì nấu ăn không được ngon và hơi vụng về. Hơi vụng về. Dạ. Mình có tật xấu gì không? Tật xấu của em là hay tối ngủ nằm mơ, thấy lung tung đó chị. Thấy lung tung là thấy gì em? Dạ vậy như là thấy mình mình ở nhà đó. Mình ở nhà mình coi tivi á chị. Rồi sao? Tự nhiên nằm mơ thấy gì bậy bạ đâu, có gì đâu. Dạ vậy như là thấy nhiều cái chuyện mà không hay á chị. Ví dụ như là bị công an rượt hay sao đó chị. Công an rượt ngoài đường cái tim đứng tim cái là em hết hồn, em tỉnh ngủ luôn. Nói chung đó, những người thần kinh yếu thôi, không có gì dạ. Đâu. Mai mốt có người yêu hay có chồng về thì hết sợ rồi em ha. Ôm nhau là ngủ ngon ha. Rồi bạn trai, khuyết điểm của bạn là gì? Dạ điểm mạnh của em là em nấu ăn ngon, với lại em biết quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu người khác. Tốt. Cũng rất là thích chiều chuộng bạn gái, thích đưa bạn gái đi những nơi ví dụ như du lịch, đi đây đó để hay cho quá. Thoải mái tâm trạng.
Dạ. Còn khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm là em ăn rất là chậm. Với lại em cũng ăn chậm. Em có một cái tật xấu là mỗi lần tắm xong á là em tuồn đồ vô, em không có lau mình gì hết. Tắm xong là mặc đồ. Tắm xong là mặc đồ luôn, không có lau gì, nó để ướt vậy luôn. Dạ, để ướt vậy luôn, xong rồi cái đầu để ướt lắc. Vậy đi nó ngứa chết luôn á. Dạ không, quen rồi từ nhỏ luôn rồi. Mấy người không thay đổi được. Lau vậy bị lát lắm á. Thiệt mà. Không, da em trắng mịn nữa như da em bé luôn. Bảo đảm về khoa học á, mà tắm xong lau á là mặc vô người nó ẩm á, chắc có bị lát rồi. Thôi bỏ bớ, tắm phải lau chút xíu nha. Dạ. Rồi nó chơi vui cái đó thôi chứ thật sự là cái đó cũng không có gì đâu, tật xấu đâu. Dạ. Rồi mình nói chút xíu về tình trường đi. Dạ, tình trường thì em chủ yếu là em yêu đơn phương là nhiều. Nếu mà yêu để mà công khai người này kia biết thì cũng không có. Còn trải qua sơ sơ thì cũng chỉ có một, khoảng chừng một mối tình. Mối tình đơn phương thôi đó hả? Dạ, em yêu thầm, thầm thương chậm nhớ. Trời ơi, tội nghiệp không? Em khổ. Bạn hai mươi mấy tuổi rồi? Dạ, 27. 27 tuổi mà chỉ có yêu đơn phương thôi đó, đàn gái. Em thì sao? Dạ, em cũng giống như bạn, em chưa có mối tình nào. Nhưng trời mà ơi, em cũng chỉ say nắng vài ngày rồi thôi. Say nắng vài ngày thôi rồi thôi. Dạ. Không ai đeo đuổi mình sao? Dạ, tại vì tính em cũng hơi con trai á. Tính cũng hơi đơn giản, hơi bánh bèo, không có thích bánh bèo cho nên là mấy bạn trai thì cứ thích bánh bèo, còn em thì không có bánh bèo cho nên là, với lại là em tin vào duyên phận nhiều hơn đó chị. Chừng nào duyên đến thì mình đón thôi chứ cũng không có suy nghĩ nhiều. Dạ. Thế nhà có hối thúc gì không? Có khi nào ba mẹ thắc mắc sao không có bồ này kia không? Dạ, mẹ em cũng mẹ cứ nói là từ từ, chừng nào duyên đến thì cứ cứ đón nhận thôi chứ. Hôm nay ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Dạ em tự đăng ký. Dạ. Là coi như mình mong muốn có bạn trai rồi đó, khao khát rồi đó đúng không? Dạ đúng rồi. Muốn tìm một mẫu người như thế nào? Dạ, muốn tìm một mẫu người bạn trai cao 1m7, cao trên 1m7, có nụ cười tỏa nắng. Nụ cười lại tỏa nắng. Có một người như anh Quyền Linh đó chị. Giống như anh Quyền Linh. Dạ. Giống như anh Quyền Linh, chắc mời anh Quyền Linh qua để nói chuyện với em quá. Mình cười giống Hoài Linh được không bạn? Hả? Mình cười giống Hoài Linh được không? Hoài Linh hả bạn? Chắc là để mình ta đang mọi ta đang lý tưởng Quyền Linh, tự nhiên chuyển qua Hoài Linh vậy ông? Không, mà bên đây già năm giống anh, cười cũng tươi dễ thương. Rồi, có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích nữa người bạn trai là hút thuốc và cờ bạc rượu chè. Có không Thịnh? Dạ không, em không hút thuốc, không cờ bạc rượu chè. Em rồi, ghét mùi thuốc, là em ghét uống bia lắm. Em cũng ghét con gái uống bia mà lè nhè tưng. Em sợ gái mà uống bia lè nhè lưng tưng chắc mệt đó mà. Đó, nghe rồi chưa? Dạ. Còn gì nữa không em? Với lại không có gia trưởng anh Quyền Linh. Không có gia trưởng. Có không? Dạ không, em không có gia trưởng. Tốt em luôn. Thoải mái lắm. Dạ. Còn gì nữa em gái? Dạ. Dạ hết rồi. Nói chung giống anh rồi đó ha. Cũng được rồi đó. Bên kia dạ, mẫu người bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Dạ thưa chị Cát Tường, mẫu người bạn gái của em thì cũng đơn giản thôi, thì thùy mị, nít na, cũng biết quan tâm, chia sẻ, cũng phải biết lắng nghe, cũng thấu hiểu cảm xúc của đối phương thì cũng đơn giản thôi. Đơn giản dạ, thôi hả? Dạ. Rồi, như vậy cũng quá đơn giản ha. Với lại cũng không có uống bia nhiều. Trời ơi, gái ít uống bia lắm, mời lâu lâu dạ, vui uống chứ ai đâu uống lầy. Rồi, dạ em không biết uống bia luôn à. Mà đây cũng uống bia luôn. Dạ uống thì uống bình thường cũng được chứ đừng có uống xong kiểu mà nhè nhè tưng. Em cái điều gì cái em không thích nhất ở người bạn gái nữa? Dạ điều em không thích ở người bạn gái là không biết bảo vệ chính kiến tình yêu của mình. Ví dụ như mà đang yêu nhau mà có người này người kia nói cái nghe lời người khác, còn cái nghi ngờ này kia thì em không thích. Mình phải có chính kiến riêng của mình em phải có cảm tính nhận. Em có tính gia trưởng không? Dạ không, em rất là thoải mái. Thấy cái tướng em ngồi thấy có vẻ giống như kiểu như ông hội đồng đang xét xử, kiểu như đang ngồi nói chuyện thấy nó không? Dạ không, em ngồi vậy em thấy thoải mái hơn. Ồ vậy dạ, thôi em cứ thoải mái đi, cứ thoải mái.
À khép vô lại vậy là thoải mái đó phải không? À... ngồi vậy chưa thoải mái đâu, ngồi vậy mới thoải mái nè. Ngồi vậy mới thoải mái á. Sao nó khép nép quá vậy? Xưa giờ là vậy là thoải mái đó hả? Nói cho thoải mái đi em. Rồi, định. Vậy thì bây giờ chưa có tình trường. Rồi rồi mình nhắm mình yêu rồi mình biết làm cách nào để rồi mình ga lăng, mình chăm sóc người yêu của mình không? Dạ có chị, cái đó thì nhiều lắm. Nói chung là... ở đâu ra? Chưa có bồ sao biết mà nhiều? Không, em cũng vậy như là chiêm nghiệm cũng nhiều, em cũng chứng kiến nhiều. À, chứng kiến, quan sát thôi phải không? Hoàn cảnh của mình là bây giờ ví dụ lấy bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Dạ, khi nào mà hai đứa cảm thấy tới một cái giai đoạn chín mùi nào đó thì cảm thấy hai đứa dành cho nhau và đi nhau xa hơn thì lúc đó mình sẽ... khoảng bao lâu? Cái dự kiến của em là khoảng bao lâu? Dạ, khoảng trong vòng từ 3 đến 5 năm. 3 đến 5 năm? Dạ, có thể lâu sớm hơn, vậy? Cũng tùy, tại vì thời gian nhiều khi nó cũng không nói lên chính xác. Nhiều khi mới quen nhau một năm thấy yêu nhau quá thôi, tấm thiệp mời trên bàn. Công việc sự nghiệp mình đã ổn định chưa? Dạ, cũng ổn định rồi. Cũng ổn định rồi. Dạ. Để chị hỏi bạn gái em muốn mấy năm, muốn bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Dạ, khi nào tình yêu đủ lớn thì thời gian không quan trọng. Như thí dụ 3 năm, 5 năm đối với em thì thấy cái mốc thời gian nó như thế nào? Dạ, cũng hơi xa. Hơi xa đúng không? Dạ. Nói vậy thôi chứ biết đâu đàn trai nhìn đàn gái muốn cưới liền thì sao? Không biết được đâu ha. Thôi để con qua coi quan trọng là như thế nào mình cưới liền luôn nha. Chịu không trai? Dạ chịu. Đừng làm em rung. Rung hả? Đừng có rung. Chào anh Quyền Linh. Chào em gái, rất cảm ơn em đã lấy anh làm mẫu người lý tưởng. Dạ. Nhưng mà mọi người ở hay nói thế này nè, trong xã hội này trai gái yêu nhau như vũ bão, yêu là cứ yêu lấy, nói chung là cứ yêu. Mà quý vị thấy không, trong trình bạn muốn hò rất nhiều người hai mươi mấy tuổi vẫn chưa tìm được yêu. Thí dụ như cặp đôi ngày hôm nay nè. Dạ. Anh chàng bên đây thì cũng rất là dễ thương, cũng khép nép, cũng gọi là thật thà lắm ha. Dạ. Nhưng mà em nói đúng á, tức là do tình yêu thăng hoa là cưới nhau thôi. Dạ đúng. Em có nghĩ rằng sau này mình sẽ làm dâu không? Dạ có thể được anh, có thể em làm dâu được. À, làm dâu được tốt rồi. Dạ. Có những cô gái hiện đại nó không thích làm dâu. Dạ. Miễn trong đầu có nghĩ làm dâu giờ sướng nữa đúng không? Dạ, lấy chồng là phải theo chồng mà. Dạ. Em nhậu nhiều không? Dạ không, nãy em nói là em không có uống bia mà chị Cát Tường nghe lộn. Trời đất ơi, không biết uống bia, bên đây uống chút thôi thành ra không có tưng tưng đâu, đừng lo ha. Đàn bên đàn gái cũng rất là dễ thương. Dạ. Cái sau này em nghĩ em lấy chồng mình sẽ phát triển kinh doanh như thế nào? Dạ em hiện tại là em là đang bán thuốc ở chỗ chỗ làm thôi. Còn sau này thì em sẽ mở một nhà thuốc riêng. Em là dược trung ha? Dạ đúng rồi. Em có dự tính là sẽ liên thông lên và mở một nhà thuốc cho riêng mình. Đúng rồi. Dạ. Đó, một cái khát vọng như thế mà anh tin em làm được. Dạ. Lên bán thuốc thôi, mà bán thuốc giờ khá lắm nha. À, được không? Có thể hỗ trợ vợ mở tiệm thuốc tây được không? Dạ được. Được rồi, đàn trai thấy đàn gái là chấp nhận chịu rồi đó. Rồi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ em và cô hai của em. Rồi cho chị gặp mẹ em nha. Dạ chào cô. Dạ. Chào cô Quyền Linh nha, Cát Tường. À, chào khán giả. Tôi là mẹ của Phương Trang. Dạ. Dạ hôm nay cô nhìn thấy hai bạn ngồi trên đây là cô nhận xét cô, như thế nào? Cô thấy là cậu bên trai bên đây thì thấy cũng chững chạc, nó cũng rất lịch sự. Giờ thì cũng cho hai đứa nó được tìm hiểu với nhau. Nói vài câu gì hứa với cô gì để cô tự tin. Dạ chào cô, con thì tính con cũng thỉnh thoảng cũng hay cố gắng, nhưng mà khi mà đã yêu ai thích ai đó rồi thì con quan tâm chia sẻ với lại rất là chu đáo, thành ra về vấn đề nếu mà yêu con mà bé nó sợ ví dụ như là không hạnh phúc hay là không thoải mái gì là hoàn toàn không có. Quen con lúc nào cũng tiếng cười nhộn nhịp, vui vẻ, thoải mái, yên tâm. Chào con. Rồi cô có ý kiến gì không cô? Hiền. À. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không cô? Cô có yêu cầu gì với chàng rể tương lai không cô? Thì thương yêu như là sau này hai đứa tìm hiểu hơn nhau, thương nhau, chung thủy, không bắt cá hai tay, là nhiều đó là thấy thương vợ là đủ rồi. Biết chăm sóc gia đình là được rồi. Hứa không em trai?
Dạ hứa. Hứa nha. Đừng có bắt cá hai tay, bắt dạ. một tay hai cá cũng được. Rồi, cảm ơn cô. À, rồi, hôm nay đàn trai có ai nè? Dạ em đi với lại các cô chú với lại chị nuôi với hai em đồng nghiệp cũ. Rồi, mời đại diện đàn trai. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Tôi là cô của cháu Thịnh. Thì cháu Thịnh cũng hiền lành, ngoan ngoãn mà cháu lễ phép. Dạ. Cháu có tính cầu tiến. Thì cũng mong hai cháu cho nhau cái cơ hội để mà tiến tới. Thì chia sẻ và tìm hiểu nhau. Rồi, cô bé gái bên này thì cô thấy cháu dễ thương. Mà thấy cũng hiền lành. Thì thôi các cháu cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ rồi, cảm ơn cô. Xin chào em Nguyễn Linh và chị Cát Tường. À, em là chị nuôi của Thịnh. Thì đối với em thì Thịnh là một chàng trai rất là tự lập, sống rất cực kỳ tình cảm. Cái này rất là quan trọng. Nên nếu mà hai em cho nhau cơ hội thì chị tin rằng cuộc sống của em rất là màu hồng. Có một chàng trai sẽ luôn luôn quan tâm em và chăm sóc em. Dạ em cảm ơn và, chị. Và sẽ là rất là chung tình. Chị gái hứa nha, nếu mà yêu nhau thì sẽ toàn là màu hồng hả chị ha? Được. Rồi, cảm ơn hai gia đình nha. Bây giờ chúng ta sẽ kéo hàng rào ra để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau nha. Mở rào. Sao rào đi chậm quá. Em có xoay ghế làm chị. Rồi, mời hai bạn. Em có món quà nhỏ tặng cho bạn. Em cũng có món quà tặng anh. À, cảm ơn bạn, mình rất là thích cuốn sách này. Dạ, em cảm ơn anh. Anh em nha, bạn nha. Hay đi kiếm người yêu đó. Em cảm nhận như thế nào về cái nhìn đầu tiên? Dạ, em thấy anh cũng rất là sói ca. Chung thì xoáy ca anh cũng không có đẹp trai hay là cũng không có hình mẫu như người, nhưng mà anh thì nhiều người nhận xét là được cái là trung thành, không trung thực và trung thủy, cũng quan tâm yêu thương người khác, nói chung trung là thành, cũng là hình mẫu, nói chung là tốt. Kệ miệng có xoáy có ca được rồi, cái nào cũng được, có ca cũng được, có xoáy cũng được. Dạ anh cảm nhận như thế nào về em? Em là một cô bé rất là dễ thương. Dạ. Nhìn rất là xinh. Hồi nãy em có chia sẻ là sau này em muốn mở một tiệm thuốc tây. Dạ. Thì cũng hay, vì anh thỉnh thoảng anh cũng nhiều bệnh lắm, có gì mua thuốc miễn phí. Ta mở ta bán cho nhiều người rồi mà mở bán cho em hả? Dạ hiện tại thì anh ở đâu anh? Hiện tại anh đang ở quận Gò Vấp, ở gần chợ Hạnh Thông Tây. Dạ. Thì quận 12 cũng gần đúng không? Dạ đúng rồi anh. Vậy là gần á, sát bên á. À, là nhà em ở đó hay là? Dạ nhà em ở quận 12 luôn. Ồ, em dạ. ở khúc nào quận 12? Em ở Hà Huy Giáp anh. Hà Huy Giáp, à gần ngã tư ga. Dạ đúng rồi. Dạ. Gần trường Cao đẳng Điện lực á. Thời gian rảnh thì anh hay làm gì em? Thời gian rảnh thì thỉnh thoảng anh hay nghe nhạc, đọc sách. Nếu mà cuối tuần thì có thể đi dạo đây đó, nếu mà có bạn gái á, thì thỉnh thoảng chủ nhật á, anh hay đưa bạn gái đi, cũng như là xả chết đi vòng vòng, ví dụ như đi những khu du lịch gần gần á, thì không biết nếu mà ví dụ như mà sau này mà quen nhau á, thì mỗi cuối tuần rảnh em có chịu cho anh chở đi đây đó tham quan này nọ không? Dạ được anh, em cũng rất là thích đi du lịch. Anh cũng thích đi du lịch lắm, nhưng mà đi xa thì túi tiền nó không cho phép thôi, còn nếu mà đi gần á, thì Đồng Nai hay là Vũng Tàu gì đi cỡ nào cũng được. Dạ vậy thì anh là ở ngoài anh là có định lập nghiệp ở đây hay không, hay là thì anh sinh ra lớn lên Sài Gòn thì anh cũng yêu thích cái môi trường sống ở Sài Gòn, cho nên sau này chắc chắn sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Dạ. Có khi nào hồi xưa em với anh học chung trường không ta? Em học ở bên Trần Hưng Đạo, Gò Vấp. Không, anh hồi đó anh học ở bên Bình Thạnh. Tại hồi nhỏ lớn là anh sống ở Bình Thạnh. Sau này mới chuyển sang Gò Vấp thôi. Dạ.
Em... đàn ông thì hay quan trọng sự nghiệp, vậy anh có phải là một mẫu người của gia đình không? Mẫu người của gia đình nói chung là anh cũng không khẳng định mình là một mẫu người của gia đình lắm, nhưng mà trong gia đình thì anh luôn quan tâm, yêu thương, chăm sóc bạn gái. Có biết nói, hồi nãy em có chia sẻ là em nấu ăn không được ngon. Dạ đúng. Thì phần nấu ăn thì anh nấu ăn rất là ngon. Mà em nói là em thích dọn dẹp hay là lười dọn dẹp? Thích dọn dẹp. À, thì anh cũng, anh nấu ăn xong anh hay bày lắm. Trời ơi. Em dọn cũng được. Được, đứa nấu đứa bày. Em ở đây em ở với mẹ đúng không? Dạ đúng rồi, em ở với gia đình em. Dạ. Thì ví dụ như em nói đi. Ví dụ như giờ có con cái rồi á, rồi bạn bên kia bận dọn dẹp á, em có lo chăm sóc rồi thay tã cho con bú rồi chăm sóc con cái không? Dạ có, em thích con nít lắm. Thì thỉnh thoảng em đi từ thiện, thỉnh thoảng thì anh cũng hay đi từ thiện. Thì nếu mà được, nếu mà sau này có, ví dụ như mình có quen nhau, thì thỉnh thoảng anh cũng sẽ chở em đi từ thiện. Anh hay tới những trẻ trẻ mồ côi mấy em bé, thì thấy bé cũng tội lắm. Cũng có nhiều, cũng có thầy nói là thấy con, thấy bé này có vẻ mến con, thấy con cũng có duyên bé này, có thầy kêu anh có điều kiện mang về nuôi con nuôi nữa kìa. Dạ. Mốt đi từ thiện đi với anh nè. Thì em có thích em bé không? Em có thích ví dụ như là chơi với em bé hay là chiều em bé không? Dạ có. Tại vì con nít thường thường nó rất là khó chơi. Dạ em cũng rất thích em bé. Nhà em có em trai không? Dạ có em trai với chị gái em. Chị gái em cũng mới sinh sinh con nên em rất là thích em bé. Rồi, bây giờ hai bạn có cái gì đặc biệt hơn? À, mình có món quà gì tặng nhau về tinh thần không? À, bạn gái có chuẩn bị thơ tặng bạn trai đúng không? Dạ, em có bốn câu thơ tặng anh. Rồi, xin mời em. Cảm ơn anh ngày gặp gỡ. Để lòng này thôi mong chờ, nếu là duyên sao đành lỡ, biết đâu cùng nhau hoa sẽ nở. Bốn câu thơ ngọt kéo ngoảy hoài rồi ông không hiểu gì hết trơn á. Hiểu ta mới đọc cái gì không? Trời ngồi cái thế gì kìa chứ giống như việc mấy. Anh ơi đừng có mắc cỡ, hãy tiến tới kẹo lỡ, để ngày mai chúng ta chung một cỡ. Rồi em mình có món quà gì tặng lại bạn gái không? Dạ em thì em có một vài câu hát muốn tặng cho con gái. Không, mình đứng lên hát đi chứ ngồi cái thế đó nó xấu lắm. Rồi tiến tới tự tin lên. Em là ai giữa cuộc đời này, em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say làm tôi ngất ngây, trong nhau tiếng yêu hôm nào, khi đôi ta cứ hoài ngập ngừng, trong đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đời ngày chỉ vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Chỉ cần gì vậy? Chỉ cần em hơi cái gì muốn nói. Chỉ cần anh bước đến thế giới của em sẽ thay đổi. Ghê chưa? Chỉ cần anh bước tới thế giới em sẽ thay đổi. Em bước tới được không? Sao? Còn hỏi nữa. Chỉ cần anh bước tới thế giới em sẽ thay đổi. Thế giới em thay đổi chưa? Dạ rồi. Nói gì với cổ đi, một câu thật lòng mình ngay giữa phút này mình nghĩ gì về cô gái đứng trước mặt. Đây, đứng đây đây cho đẹp nè. Đó. Thật lòng không cần hoa mỹ. Nói gì đi. Nghĩ sao nói vậy? Nói chung tới ngày hôm nay cũng là một cái duyên. Anh thì anh rất trân trọng những cái duyên trời cho. Thì anh mong mình sẽ cho nhau một cơ hội tận dụng cái duyên này. Và khi yêu nhau thì mình nên nghiêm túc. Dạ. Mình nên quan tâm thấu hiểu lẫn nhau. Và mình quan trọng nhất là mình phải bảo vệ tình yêu của mình, giữ gìn cái chính kiến riêng của mình, vì hơn hết là người đó sẽ là người cùng mình đi tới tận cùng con đường sau này. Thành ra mình phải thấu hiểu, mình phải quan tâm, phải lắng nghe từ tận trái tim của mình, chứ đừng nghe những lời pha đồng làm phím của người khác. Yeah. Đó thì anh chỉ mong muốn vậy thôi. Thì với lại nữa là khi yêu nhau thì có gì thì mình cũng nên nói thẳng ra, ví dụ như cái gì không hài lòng, chứ mình đừng có giữ cho mình sự im lặng. Tại vì im lặng đôi khi nó cũng là con dao hai lưỡi á.
cũng khiến mình hạnh phúc nhưng mà nó cũng khiến mình đau khổ. Thành ra có gì thì mình cứ nói thẳng cho nhau, vì nói nhau như vậy, nói thẳng ra như vậy thì mình sẽ tiến với nhau được xa hơn, mình thấu hiểu nhau nhiều hơn. Dạ em cảm ơn. Em rất là dễ cho thương. Ông nói ngắn gọn một câu, nói một tràng. Rồi, không biết rằng đi. Chàng trai có thuyết phục được cô gái bấm nút hay không, chúng ta chờ xem nha. Đây, bây giờ đã đến phút, đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Và đừng hỏi ý kiến ai hết, chúng ta hãy nhắm mắt lại kiểm tra chính con tim của mình. Chúng ta bấm nút vì trái tim của mình chứ không phải bấm nút vì bất cứ điều gì. Chúng ta không cần nghe ai cả mà nghe trái tim nha các bạn. Chuẩn bị. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Nói gì với mẹ và đó. Cô? Bác gái đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin phép được từ nay về sau con xin phép được bước vào thế giới của em để quan em, tâm em chăm gì? Sóc yêu thương em. Em tên Trang. Ờ. Dạ con mong bác cho con và em một cơ hội. Rồi, em gái nói gì với chị với lại cô với lại chị gái kìa. Dạ cảm ơn chị và cô đã mang đến một anh chàng rất là tử tế. Tử tế luôn ha. Không có dễ thương lắm. Xin phép mẹ hôn cái đầu tiên. Dạ con xin phép bác và xin phép gia đình. Xin phép gì? Dạ cho con được hôn cho con được thể hiện tình cảm với bé Trang. Đã xin được rồi thì ta làm tới làm ai nó mà. Đàng hoàng à, làm hung cũng phải có tâm hung chứ, hung không có tâm vậy chứ. Chậm lại thiệt, chậm lại, sống chậm lại, thể hiện cái tình yêu của mình đó. Con xin phép cũng được làm lại. Chưa quen mà lời quá. Không, ngày má đàng hoàng chứ không ai không vậy chứ. Dạ má đi em. Rồi, đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành tặng cho hai bạn đó là bánh cao cấp Goodie, sản phẩm của công ty cổ phần BBK Việt Nam Cacao, gửi tặng các bạn những thanh sô-cô-la và mong rằng tình yêu của các bạn sẽ ngọt ngào những viên sô-cô-la đó. À, gửi tặng hai bạn đây là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi chúc mừng hai bạn nha, đây quà kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt của mình. Hãy cầm giùm cho bạn ấy. Rồi cuốn sách đừng cầm hết luôn. Hãy đọc kỹ quyển sách này để yêu thương nhau nhiều hơn nhé, chăm sóc nhau nhiều hơn các bạn nhé. Đây đắc nhân tâm. Rồi choàng tay bạn ấy đi, nắm tay bạn trai đi em. Hết tay nắm luôn. Nắm thì choàng vô, đi đây này, đi đâu lục lùi qua vậy? Đó, đi phía trước. Yeah.